Đó, bây giờ nó ăn xong rồi. Có một thằng ra thôi. Đây không? Don't mess around with Vietnamese American community. This is what you get when you mess around with us. Chụp hình cái xe đó. Chụp hình cái xe đó. Gòn nhẹ. Are you sure? Sorry guy. Nhìn mặt tao nè. Hey, welcome to Vietnamese community. Welcome to Little Saigon. This is what you get, man. You don't belong here. Stay away. Stay away from our community. So next time you think twice before you come here, don't it? Chạy, chạy đi. Cho mày chạy đi, chạy cho nhanh. Đó. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bô Sa TV, vừa rồi là một đoạn phim trong rất nhiều đoạn phim đã được thâu ngày hôm qua ở thành phố Houston, Texas. Đó là một cuộc biểu tình của một số người trong cộng đồng người Việt ở thành phố Houston phản đối là một sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Houston, Texas tổ chức. Sự kiện mang tên Hội tụ Doanh nhân Việt đã được tổ chức ở ngay trong khu người Việt ở thành phố Houston, ngay trên đường Bel Air, ở nhà hàng mang tên là Q Mama Seafood House vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua. Để tìm hiểu thêm về sự kiện này cũng như là góc nhìn từ nhiều phía về việc tổ chức của Tổng lãnh sự quán Việt Nam trong khu Việt Nam, cũng như là về các phản ứng của cộng đồng gốc Việt ở đây, chúng tôi ngày hôm nay sẽ có buổi nói chuyện với một số những nhân sự sau đây. Trước hết là ông Trần Quốc Anh. Ông Trần Quốc Anh là Chủ tịch Hội đồng đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston. Ngoài ra còn có ông Vân Đình. Ông Vân Đình là cố vấn của Ban đại diện cộng đồng. Và chúng tôi cũng có ông Đức Đầu Bạc, là một doanh nhân ở thành phố Houston, cũng là một tên tuổi được rất nhiều người biết tới trong các sinh hoạt từ nhiều năm nay ở thành phố Houston. Trước hết xin chào tất cả mọi người, xin mỗi người cho một lời chào tới khán giả Phố Bô Sa TV. Mời ông Đức Đầu Bạc ạ. Tôi là Đức Đầu Bạc, xin gửi lời chào tới cả quý khán thính giả của Phố Bô Sa. Chào anh Vũ Hoàng Lân và chào anh Trung tá Trần Quốc Anh, Chủ tịch Đồng Người Việt Quốc gia, cũng như là anh Vân Đình là cố vấn của cộng đồng. Mời ông Vân Đình có một lời chào, sau đó ông Trần Quốc Anh sẽ giới thiệu đôi chút về ông cũng như là về cộng đồng người Việt ở Houston ạ. Vâng, trước hết chúng tôi xin chào Vũ Hoàng Lân, Phố Hô Sa TV, và chào anh Đức Đầu Bạc, cũng như chào Trung tá Trần Quốc Anh. Dạ, xin mời anh Trung Quốc Anh giới thiệu cũng như là cho mọi người một lời chào. Dạ, kính chào quý vị khán thính giả của đài và Phố Sa TV. Xin chào anh Vũ Hoàng Lân, anh Văn Đình, anh Đức Đầu Bạc. Ngoài chức vụ của Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Houston, chúng tôi cũng vừa đảm nhận được chức vụ Chủ tịch Hội đồng chấp hành của Cộng đồng Người Việt Liên bang Hoa Kỳ, mà cộng đồng mà tổ chức này có 60 cộng đồng thành viên. Thì hôm nay chúng tôi rất là vui được lên đây để thông tin cho quý vị cái tin mà rất nóng, và riêng về phần cộng đồng Quốc Anh có rất là nhiều tin vui, những cái thành công mà chúng tôi đã đạt được ngày hôm qua khi biểu tình chống cộng sản. Mong quý vị theo dõi chương trình. Dạ. Trước khi đi vào cái phần cụ thể đó thì mọi người giới thiệu ông Trần Quốc Anh
là một trung tá, thì ông có thể nói đôi chút về cái việc đó ạ? Dạ thì tôi vô quân đội cũng được 25 năm rồi. Khi mà ra đại học thì tôi đi vô làm gọi là enlisted á, là lính á. Rồi sau đó tôi đi học làm sĩ quan, cũng như là sĩ quan Thủ Đức á, là gọi OCS. Thì sau đó tôi là được là sĩ quan và tôi đã phục vụ trong quân đội cũng được 25 năm. Bây giờ thì tôi cũng đang là phục vụ trong lính trự bị. Tiểu đoàn của tôi đang ở San Antonio, là một cái nhà thương quân sự. Và tôi đang muốn retire, nhưng mà cái quý vị vừa biết là cái tin mà Russia nó đang tấn công qua Ukraine, chắc cái điều này retirement package của mình chắc phải delay lần nữa rồi. Nhưng mà chúng tôi là trong quân đội thì chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Có thể ông Trần Quốc Anh và có thể cả ông Vân Đình có thể giới thiệu đôi chút về cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston hay không ạ? Đây có phải là một cộng đồng đại diện duy nhất ở thành phố Houston cho người Việt hay không? Vâng, xin cho Quốc Anh trả lời. Đúng thế, cộng đồng người Việt quốc gia Houston rất là lớn, và ngoài Cali ra thì như quý vị biết là Houston rất lớn và càng ngày càng đông, và chúng tôi cũng welcome rất là nhiều người từ Cali move về Texas, move về Houston, cho nên cộng đồng người Việt của chúng tôi rất lớn. Và chúng tôi có một cái khu thương mại mà chúng tôi muốn gọi là Little Sài Gòn. Ngay bây giờ càng ngày càng nhiều những kinh doanh, những nhà hàng, cơ sở thương mại người Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi độc nhất chỉ có một cộng đồng, cộng đồng Houston và vùng phụ cận, các thành phố nhỏ khác cùng chung cái tổ chức này. Thì như mà như quý vị biết, như thời Đức Đầu Bạc và còn lâu hơn nữa thì cộng đồng chúng tôi càng ngày càng lớn. Nhưng mà hai năm vừa rồi đấy, có hai liên danh ra ứng cử làm chủ tịch của cộng đồng, nhưng mà ủy ban bầu cử thì cho tôi thắng, nhưng mà liên danh bên kia nghĩ là họ thắng, cho nên họ đã mang chúng tôi ra tòa. Thì bây giờ đó, chúng tôi có hai liên danh đang muốn nắm làm lãnh đạo của cộng đồng, và chúng tôi đợi tháng 2 năm sau thì tòa sẽ quyết định ai là thắng. Nếu mà ai thắng đó là người đó sẽ được cộng đồng người Việt quốc gia của mình. Cho nên kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston chỉ có một cộng đồng thôi kính thưa quý vị, mà có hai liên danh đang tranh với nhau. Ông Vân Đình là cố vấn của ban đại diện, ông có thể bổ sung gì không? Vâng, tôi cũng xin bổ sung về Trần Quốc Anh vừa nói là có hai liên danh ra tranh cử, thì chúng tôi cũng xin xác nhận là đúng như vậy, và hai liên danh ra tranh cử. Nhưng mà trong cái quá trình tranh cử cũng như khi mà kiểm phiếu thì có cái sự chênh lệch giữa cái liên danh xây dựng và liên danh hợp nhất, thì cái liên danh xây dựng nó cao phiếu hơn cái liên danh hợp nhất. Tuy nhiên trong điều đó thì cái liên danh xây dựng đã vi phạm 5 điều khoản ở trong nội quy của cộng đồng, trong cái luật bầu cử. Thành ra trong cái ủy ban mà vận động và tổ chức bầu cử, họ xét thấy không có đủ cái điều kiện để đảm nhận cộng đồng, cho nên họ tuyên bố rằng cộng đồng Trần Quốc Anh liên danh hợp nhất thắng cử. Đó là bởi vậy cho nên chúng tôi vẫn tiếp tục giữ cái cộng đồng, và sau đó thì bên phía liên danh xây dựng họ đưa chúng tôi ra tòa, thì đang chờ đợi để ra tòa, và đã một lần ra tòa thì họ lại đinh lại và đợi tới tháng 2 này thì mới ra tòa. Đúng như vậy. Cảm ơn ông Vân Đình cũng như là ông Trần Quốc Anh đã có một số những cái thông tin khái quát về cộng đồng người Việt quốc gia ở thành phố Houston. Bây giờ chúng ta quay lại chủ đề chính của buổi hôm nay, đó là cái... Cho tôi bổ túc một chút xíu được không? Xin mời ông Đức. Thì thật ra là đối với là hai vị trên đó, thì là ông trung tá Trần Quốc Anh cũng như ông Vân Đình, thì có lẽ rằng đó là tôi là cái người biết rõ cộng đồng nhất. Tôi là về Houston từ những ngày đầu tiên để mà thành lập ra cái cộng đồng, và kể như là tôi cũng như là anh Nguyễn Văn Nam từ năm 1982
đó là cái cộng đồng. Sự thật ra là trước năm 1982 thì có cái cộng đồng, nhưng mà nó chỉ có cái hội thôi, chứ nó không phải là một cái tổ chức cộng đồng mà do người dân bầu ra. Đến khi mà chúng tôi thành lập ra cái tổ chức cộng đồng thì có điều lệ và nội quy, và có một cuộc bầu cử đàng hoàng. Đây là một dân cử chứ không phải là một cái hội đoàn duy nhất. Vì vậy nên có xin giấy phép của tiểu bang để mà thành lập ra cái cộng đồng. Từ năm 1982, cái người chủ tịch đầu tiên của cái cộng đồng đó là ông Nguyễn Văn Nam. Kế tiếp cho tới bây giờ thì cái lùm xùm của cái vụ vừa qua là do cái ủy ban kiểm phiếu. Vì vậy nên nó có những cái sự sai trái. Vì vậy nên chúng ta phải cần chờ tòa. Chứ còn trước cái đó đó thì 8 năm trước thì tôi là trưởng ban. Tôi là trưởng ban bầu cử và tôi là người nắm chuyển rất rõ. Tại vì trưởng ban bầu cử thì đương nhiên là phải nắm điều lệ và nội quy của cộng đồng. Và cái liên danh mà thắng cử lúc bây giờ là anh chủ tịch đó là ông luật sư Phan Quốc Cương, và anh phó chủ tịch đó là anh trung tá Trần Quốc Anh. Và sau đó anh đã ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, đó là cái nhiệm kỳ của anh, để mà anh đã đảm nhận 4 năm. Sau đó thì mới có cái cuộc bầu cử. Thì khi có cuộc bầu cử thì nó có những cái chuyện tranh chấp. Vì vậy muốn nói rõ ra cho để cả quý vị hiểu là cái cộng đồng chỉ có một tổ chức cộng đồng mà thôi. Từ trước, từ cái ngày đầu tiên sáng lập từ năm 1982 cho tới bây giờ, tức là tới bây giờ, tức là năm 2021, nó chỉ có một cái cộng đồng duy nhất thôi, không có một cộng đồng nào khác ngoài trừ cái cộng đồng người Việt quốc gia và vùng phụ cận, tức là thành phố Houston và vùng phụ cận. Đó thì tôi muốn nói rõ để cho những người không phải ở tại thành phố Houston hiểu, chứ nếu mà ở tại thành phố Houston hiểu thì không có đặt cái câu hỏi đó. Nhưng mà vì đây là một cái chương trình Phố Bô Sa là một cái kênh mà đi rất là xa, vì vậy nên có rất là nhiều người sẽ không có hiểu rằng là cộng đồng ở đây nó như thế nào, thì tôi muốn xác nhận điều đó. Xin cảm ơn ông Đức cũng như là hai vị đã có những cái thông tin về cái vấn đề như vậy. Có thể nói là cái vấn đề sinh hoạt trong cộng đồng nó lại là một cái vấn đề cũng gọi là khá là phức tạp, và chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian cũng như là cơ hội trong tương lai để nói về khi mà cái chuyện đó trở thành chuyện nóng ở trong thời sự. Giờ đây thì chúng ta quay lại với cái sự kiện của ngày hôm qua, một cách cụ thể là khởi đi từ buổi tiệc hội tụ doanh nhân Việt do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, thành phố Houston, Texas tổ chức ngay trong khu người Việt. Thì trước hết thì không biết là các vị đã biết được về cái buổi tiệc này như thế nào. Các vị có được mời những cái người trong ban đại diện cộng đồng, chắc là trong đó cũng không ít các doanh nhân, có được mời tham dự hay không? Các vị biết như lúc nào và vì sao mà quý vị đã vận động để biểu tình cái việc này, thưa các vị? Vâng, để cho phép tôi được trả lời cái câu hỏi của anh Vũ Hoàng Lân. Trước hết là anh trung tá Trần Quang nhận được cái thông tin của một bạn bè, một người ai đó báo cho anh Vũ Hoàng, cho anh Trần Quang Anh. Và sau đó thì anh Trần Quang Anh có một cái buổi họp khẩn cấp vào cái đêm thứ năm. Đêm thứ năm đó thì tất cả các thành viên của hội đồng đại diện cộng đồng họp trong cái bằng phone, họp bằng phone. Thì sau đó mới đưa ra cái thông tin là như là cái thư mời chúng tôi có đây. Có cái thư mời là có tổng lãnh sự của cộng sản họ có mời một số doanh nhân để đến cái nhà hàng Quy Mama ở đường Bel Air. Thì gấp rút quá cho nên Trần Quang Anh có mời thêm anh Đặng Quốc Việt và một số người nữa để cùng ra một cuộc biểu tình, là vì không thể nào chấp nhận khi mà cái người cộng sản họ xâm nhập vào cái thành phố của chúng tôi, cái thành phố mà của người Việt, đồng đảo người Việt, mà họ đã tổ chức một cách ngang nhiên như vậy. Trong cái thư thì có cờ đỏ sao vàng, có đầy đủ hết phần chữ nghĩa đàng hoàng. Đó thì do đó mà Trần Quang Anh đã kêu gọi một cuộc biểu tình khẩn cấp vào 5 giờ chiều ngày hôm sau, tức là ngày thứ sáu. Thì 5 giờ chiều ngày hôm sau thì mọi người đồng hương hưởng ứng rất là đông, và được đài phát thanh Sài Gòn Houston ủng hộ để mà phổ biến thông tin.
và tất cả mọi cơ quan truyền thông ở Houston đều phổ biến cái thông tin này, và sau đó họ tụ tập ở tại Mama. Xin hỏi trước khi các vị trình bày tiếp thì xin hỏi cho nó rõ lại một lần nữa, đó là cái thư mời này, cái sự kiện này được tổ chức ngay tại tại trong khu của cộng ngay ngay khu Bel Air, nơi tập trung cộng đồng người Việt đó, và địa điểm với cái chủ đề là hội tụ doanh nhân Việt. Thế thì các vị trong ban đại diện cộng đồng chắc là phải có là những doanh nhân ở trong đó, hoặc là các bạn bè là doanh nhân của các vị. Có ai nhận được những cái thư mời này hay không? Họ có mời các vị hay không? Và cái thư cái thực sự cái chính thức là các vị nhận được tin thì như thế nào nếu không phải là các vị được mời? Dạ, cái đó để anh Trọng Anh trả lời, tại vì chúng tôi không nhận được. Chúng tôi không nhận được. Vâng, thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi nhận được, có một người quen gửi cho tôi lúc mà 10 giờ chiều đó, 10 giờ đêm đó, gửi cho tôi cái lá thư mời này, thì tôi rất là shock, tôi nhất là ngạc nhiên. Thường thường á, Tổng lãnh sự quán và Việt Cộng á, khi mà qua Houston á, họ đều lén là đi tới rồi về ngay, dù là gặp thị trưởng đi nữa họ cũng làm rất là nhanh. Và vì họ biết là khi mà họ tổ chức những cái gì, sự kiện gì, những cái gì ở trong thành phố Houston mà họ gọi là mà lên tiếng quảng cáo đó, thì cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta sẽ tới biểu tình. Cho nên từ xưa đến nay là họ đều âm thầm. Nhưng mà lần này đó, chúng tôi nhận được cái lá thư này, cái lá flyer này, thì chúng tôi biết là ở Houston có rất là nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, nhưng mà phần không có ai nhận được hết. Cái thiệp mời này hình như là của membership của họ only, là của họ only. Tại như quý vị thấy là ở dưới nó có để chơi golf, đi chơi golf nữa mà. Cho nên là tôi nghĩ cái lá thư này chỉ có membership. Tại vì họ biết là khi mà cái này mà leak ra đi ra ngoài đó, thì cộng đồng chúng ta sẽ biểu tình. Nhưng mà không may cho họ, mà cũng may cho cộng đồng chúng ta là tôi đã nhận được. Nhưng mà khi mà tôi nhận được đó, thì tôi cũng rất là hoang mang. Bây giờ đó, nếu mà mình không làm cái gì đó, nó tổ chức ngay cái nhà hàng mà ngay trên đường Bel Air, mà cái chỗ khu Việt Nam không, mà cái khu đấy là khu gọi là người Việt quốc gia của chúng ta, các doanh nhân ở đấy đều ủng hộ người Việt quốc gia hết. Tôi hỏi những cái doanh nhân mà kế bên á, kế bên thì không ai nhận được cái lá thư này hết, chỉ bởi vậy tôi biết là chỉ có membership only. Thì tôi thấy là họ quá quá lộng hành đi, và xem thường cái tập thể, cái tổ chức của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Mà tôi nghĩ là nếu mà tôi không làm gì đó, cộng đồng chúng ta không làm gì ấy, thì e rằng họ sẽ lấn chiếm cái Little Sài Gòn của chúng ta. Bởi vậy tôi mới kêu khẩn cấp meeting với hội đồng đại diện cộng đồng, và đã đồng ý, và tôi đã kêu liên lạc với ông Sun và ông Đặng Quốc Việt, là hai người và trong ủy ban đấu tranh chính trị của cộng đồng. Những người này là biểu tình những việc mà về chính trị đó, hai cái người này đứng ra làm, thì chúng tôi đồng ý là sẽ biểu tình, tuy rằng dưới 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà tôi cũng phải ráng cố gắng làm. Thì cả đêm hôm đó, kính thưa quý vị, cả đêm hôm đó tôi đều ra cái chương trình, mà ra chương trình thì tôi ngại thứ nhất này là không có thời gian, chẳng biết kêu đó, có nhiều người đi hay không. Nếu mà mình kêu biểu tình mà ra được vài người đó thì xấu hổ cho cộng đồng mình, rồi cộng sản nó cười mình, tại vì mình chỉ có dưới 24 tiếng đồng hồ thôi. Thứ hai đó là mình muốn biểu tình phải biểu tình cho mạnh. Bởi vậy tôi dùng social media nhiều, cả đêm tôi dùng social media, tôi dùng bỏ Facebook rồi liên lạc với anh nhiều YouTuber khác để họ có thể phổ biến cho chúng ta, và các bạn bè chúng tôi cũng kêu gọi người ta share trên Facebook. Thì rất là may mắn, kính thưa quý vị, và tôi thấy cái này cũng là một cái thành công của cuộc biểu tình này. Rất may mắn là cái social media của chúng ta mà Facebook, YouTube đi rất là nhanh, và rất là nhiều người đã cùng đồng hành với cộng đồng chúng ta và đã share với mọi người.
Và rất là nhiều người comment, và bởi vậy tôi biết tin rằng cuộc biểu tình này sẽ có đông người. Và cũng may mắn là Sài Gòn 900 Radio là nhiều người Việt Nam nghe đó, buổi sáng thứ sáu đó đã cho chúng tôi một tiếng đồng hồ, tiếng rưỡi đồng hồ để nói chuyện. Và chú Dương Phục cũng đọc thông báo của chúng tôi cả ngày, cho nên khi mà đến 5 giờ đó là chúng tôi đã thấy rất là nhiều người tụ tập và rất là nhiều người có cờ. Thì khi mà tổ chức thì tôi là ban tổ chức thì lúc nào cũng lo này lo lắng này, ngoài ra không có đủ người, còn phải làm sao mà biểu tình cho nó được hiệu quả. Và muốn hiệu quả thì tôi biết là cái thời gian biểu tình phải lâu, tại vì họ tổ chức từ 6 giờ đến 9 giờ, 3 tiếng đồng hồ. Mà nếu mà các vị mà lớn tuổi, thường thường là biểu tình là thường thường có nhiều nhiều người lớn tuổi, tôi lo lắng là thứ nhất này, người lớn tuổi chẳng biết có đứng được 3 tiếng đồng hồ hay không. Thứ hai là 6 giờ là đêm rồi, là tối rồi, chẳng biết người ta lái đi lái về có an toàn hay là không. Thứ ba đó là trời lạnh, thường thường mấy ngày trước nó trời rất là lạnh, nhưng mà may mắn là cái ngày hôm qua nó trời rất là đẹp. Và tôi cũng tính trước là khi mà người lớn mà đứng nhiều thì không được, cho nên chúng tôi đã mang rất là nhiều ghế, mang cờ cho bà con uống, rồi mang nước, mang đồ ăn, mang nước cho người ta uống. Thì cái ngày hôm đấy biểu tình rất là thành công. Thành công thứ nhất á, là rất là nhiều người quan tâm xa gần. Như là ở Cali cũng liên lạc với chúng tôi buổi sáng, và đó cũng có người ủng hộ, không những ủng hộ tinh thần và ủng hộ tài chính nữa. Như là có một ông tên là Lê Bình từ Bắc Cali đã gửi cho chúng tôi ban tổ chức $100 liền, và gieo nó rất là nhanh, kính thưa quý vị, để nhận được ngay. Đấy là một cái sự thành công mà tất cả các cộng đồng người Việt khắp nơi đều ủng hộ cộng đồng Houston, mà muốn cộng đồng Houston thành công. Thứ hai đó, là tôi vẫn thấy cái tinh thần chống cộng của mọi người, tại vì sau 2 năm COVID ấy, thì chúng tôi cũng không có biểu tình, rồi nhiều người cũng lớn tuổi rồi, cho nên tôi nghĩ là chẳng biết có còn tinh thần không. Nhưng mà trước khi biểu tình đã có thấy cái tinh thần chống cộng của cộng đồng chúng ta trên mạng, và khi mà 5 giờ tới đó thì tôi đã thấy cái tinh thần của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta, những người lớn tuổi cũng có mà trẻ cũng có, như quý vị thấy là những người mà lái xe truck lớn á, là những người thanh thiếu niên, và cũng có thiếu niên tới tham dự đó rất là đông, và rất là thành công. Đó là thành công thứ hai. Mà thành công thứ ba nữa là khi mà chúng tôi mà biểu tình á, thì kính thưa quý vị, như là anh Vũ Lân hỏi là các doanh nhân kia có được nhận không á, thì khi mà chúng tôi biểu tình á, có một bên kế tiếp là có một cái tiệm grocery gọi là Thanh Bình, nhưng cái là Thanh Bình, khi mà họ thấy tụi tôi biểu tình á, họ đã tự động thứ nhất là cho nước, sau là cho đồ ăn, mà cho đồ ăn nóng, kính thưa quý vị, có xôi nóng rồi bánh cam, bánh chia, bánh tiêu, xôi, rồi họ còn cho bia nữa, kính thưa quý vị, họ còn cho bia nữa. Nhưng mà chúng tôi biết, tôi bảo là thôi, biểu tình không được uống bia, cho nên người ta chúng tôi phải trả lại bia. Nhưng mà những cái doanh nghiệp kế bên, khi mà thấy chúng tôi biểu tình cũng ra ủng hộ, Phở Duy, mấy cái chủ quán của các gần đó đó cũng tới giúp chúng tôi biểu tình, cho nên chúng tôi cảm thấy là rất là nhiều người đang là quan tâm tới cộng đồng, đang là muốn không muốn cộng sản lấn chiếm của cộng đồng chúng ta. Mà cái thành phần cái thắng lợi, cái thành công kế tiếp á, là khi mà chúng tôi biểu tình này không có như là biểu tình lần trước. Thì hàng năm chúng tôi đều biểu tình ở Tòa lãnh sự Cộng sản Việt Cộng cũng như Trung Cộng, nhưng mà thường thường chúng ta biểu tình đứng ở ngoài, trời lạnh, rồi nó ở trong nhà, nó ngồi chơi xơi nước, cho nên không có thấy kết quả nhiều. Nhưng mà lần này chúng tôi biểu tình, họ ở trong ăn uống, ở ngoài chúng tôi cũng được ăn uống, tại vì có một doanh nhân cho chúng tôi được ăn uống. Anh ta bảo vậy nè, ở trong nó ăn uống thì chúng ta ở ngoài cũng phải ăn uống, đợi tụi nó biểu tình chứ. Thì rất là có lý, cái anh chàng trẻ rất là dễ thương, rất là hiền, đã ủng hộ chúng tôi. Nhưng mà lần này biểu tình lần này rất là hiệu quả là như vậy.
chúng tôi á đã có những người chống cộng biểu tình gọi là professional đó. Professional, kính thưa quý vị, chúng tôi học cái kiểu như là Black Lives Matter đó, là biểu tình phải phải hô mạnh và phải gọi như là tấn công, kính thưa quý vị. Thì nhà hàng nó cũng biết, nó cũng mướn hình như là tôi nghĩ tôi estimate cũng phải mười mấy cảnh sát đó để protect cái người của nó. Nhưng mà tôi thì cũng kêu cảnh sát Houston, tôi cũng inform cảnh sát Houston, tại vì khi mà chúng ta biểu tình lúc nào cảnh sát cũng phải cho người tới biểu bảo vệ chúng tôi. Thì chúng tôi có hai unit uniform, một unit team bảo vệ chúng tôi, thì chúng tôi cũng biết là yên tâm. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là khi mà biểu tình á, mình kiểu như là Black Lives Matter thì mình tấn công. Tất nhiên là như quý vị thấy là khi mà cộng sản Việt Cộng nó ra là các người professional của mình á, chase, gọi là rượt rồi chửi rồi nói lớn tiếng rồi rồi mà mình làm như là rất là mạnh. Mình làm như vậy đó, kính thưa quý vị, là tất nhiên là mình muốn rằng những người mà doanh nhân mà ủng hộ cộng sản á, họ phải nghĩ trước khi mà họ muốn tham dự vào những cái tiệc của tòa của cộng sản. Thì mình làm như vậy, khi mà lên YouTube, lên Facebook như vậy đó, thì mấy doanh nhân á, khi mà đã chống lại cộng đồng rồi đó, thì họ sẽ có cái hiệu quả đó. Và thứ hai á, chúng tôi làm mạnh như vậy đó, và tòa lãnh sự cộng sản á, họ không có dám đi đường trước mà họ đi đằng sau. Thì nghe tin nói là có hai xe có license plate của official, của government official đó, thì ở dưới đằng sau, khi mà người ta vô người ta ra cũng đi dưới đằng sau. Thì kính thưa quý vị, cộng sản chúng tôi muốn làm mạnh như vậy để trong tương lai đó, khi mà tòa lãnh sự cộng sản hay là cộng sản muốn tổ chức cái gì, họ phải nghĩ trước. Và họ mà chúng tôi, cái thông điệp hôm đấy chúng tôi muốn nói là cộng đồng chúng ta vẫn không chấp nhận cộng sản, không hòa hợp hòa giải với cộng sản, mà những cái doanh nhân á, chúng tôi cũng không muốn họ hợp tác với cộng sản. Khi mà họ hợp tác với cộng sản thì chúng tôi sẽ có biện pháp để ngăn chặn họ. Thì đấy là những cái thành quả rất là thành công mà hôm qua cộng đồng chúng ta đã đạt được, dù rằng chỉ có dưới 24 tiếng mà rất đông người và đã ủng hộ tinh thần tài chánh cũng như là cách biểu tình của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng được share cái tin vui này cho đến mọi người để biết. Thì cái tin này cũng rất là nóng, tại vì thường thường YouTube mà livestream của Quốc Anh thường thường được vài trăm người coi, mà lần này là rất nhiều người coi, cả vài ngàn người coi. Và cái livestream của mấy người khác thì cũng go viral. Nó có một livestream nó tới gần 1 triệu, và last time mà Quốc Anh check thì gần 1 triệu người coi. Mà một cái thành công khác mà Quốc Anh muốn chia sẻ là mấy cái comment trong livestream của Quốc Anh cũng như ở comment của mấy người livestream khác ấy, có rất là comment của cộng sản gọi là AK-47 đó. Rất là nhiều comment, có đến mười mấy ngàn comment này. Bởi vậy chúng tôi nghĩ đấy cũng là thành công, không những là thành công ở Houston mà thành công ở trong nước đó. Tại vì trong nước cũng rất là nhiều coi, nhiều người coi, không những người Việt chống cộng sản coi, mà những cộng sản như là AK-47 cũng coi nữa. Cho nên là thấy biểu tình của chúng ta không những locally ở địa phương thành công, mà còn thành công ở khắp nơi, kính thưa quý vị. Cảm ơn ông. Cho tôi xin bổ sung một chút xíu. Dạ, xin mời. Dạ. Trước hết đó là tôi cũng xin chân thành thay mặt Hội đồng đại diện cộng đồng chân thành cảm ơn chợ Thanh Bình. Chợ Thanh Bình đã ủng hộ rất là nhiều cho người đưa cả xe ra, thức ăn ra và giấy lau tay cũng như nước uống, thức ăn cả một cái đêm hôm đó. Đó là cái sự nồng nhiệt của chợ Thanh Bình mà chúng tôi nhận được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng phải nói là có cái giấy phép để mà biểu tình, chứ không phải là đương nhiên ra đó biểu tình được. Đó là cái phía của anh Hạnh đó, đã bên Việt Tân đó, anh đã đi đích thân, anh đi xin giấy phép sáng sớm, anh đi xin giấy phép. Đó là lúc 10 giờ sáng anh đã vô trong phòng của thị chính để anh xin giấy phép, và có cái giấy phép để ra đó mà biểu tình được.
tiếp cận được gần với lại nhà hàng. Đó là cái mà chúng tôi cũng muốn cảm ơn đến anh Hạnh rất là nhiều khi anh Hạnh đã xin được cái giấy phép đó. Và tôi cũng xin phổ biến thêm là trên dưới 100 người đã đến biểu tình cái ngày hôm đó, trên 100 người đã đến biểu tình. Và chúng tôi biểu tình cho tới 12:30 chứ không phải là 11 giờ, 12:30, tại vì vẫn còn người ở trong đó, họ không ra, họ nghĩ rằng chúng tôi sẽ đi thì họ mới ra. Thành ra chúng tôi cứ thấy họ còn ở trong đó là cứ ở ngoài này chờ chờ đến nhiều người đã đi về rồi, nhưng mà bản thân chúng tôi cũng như một số người còn ở lại thì chờ cho tới 12:30 thì mới cảnh sát đã rút hết và họ ra, họ bảo là hết rồi thì lúc đó chúng tôi mới đi về. Đó là những cái mà chúng tôi đã chờ cho đến người cuối cùng từ trong trong cái nhà hàng đó ra thì mới đi về. Nếu mà đã gọi là tiếp cận sát như vậy thì các vị có ghi nhận được những doanh nhân ở ngay trong vùng đó, hoặc là những doanh nhân nào mà quen thuộc hay không, hay là không ghi nhận được những người mà các vị quen biết ạ? Thì những người này rất là lạ. Và những người này rất lạ và trẻ, giới trẻ là nhiều. Cho nên tôi nghĩ là mấy người này doanh nhân. Nhưng mà khi mà chúng họ biết tôi, cái nhà hàng rất là lớn, cái nhà hàng đấy chứa cũng được trên 100 người đó, nhà hàng rất là sang trọng. Mà tôi nghĩ là khi mà họ mời tới chắc cũng cũng nhiều người, nó họ cũng mời nhiều người lắm. Tại Houston rất là lớn và chúng tôi biết là doanh nhân thân cộng cũng rất là nhiều. Nhưng mà chắc một số đó, chắc là khi mà thấy chúng tôi biểu tình á, chắc đi về. Chỉ có những người mà chắc là thân cộng lắm hay là không biết gì về cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, hay tại mấy cái người này rất là trẻ cho nên họ vô. Nhưng mà họ vô họ thấy mấy người thì họ cũng rất là, họ đậu rất là xa rồi họ lén họ đi vô, thì lúc mà họ vô chúng tôi không biết là người 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 của ai, cho nên là mà ai cũng mặc vest rất là lịch sự. Nhưng mà lúc sau này thì những người mà ra chúng tôi biết là cái doanh nhân của cộng sản rồi, cho chúng tôi với biết biểu tình mạnh như vậy. Nhưng mà ở trong đó, hình như chỉ có những người dự thì tôi nghĩ là estimate khoảng 30 đến 30 người, 30 người tham dự thôi. Mà những người này thật chúng tôi không có ai nhận ra họ hết. Và chúng tôi cũng ai ra chúng tôi cũng bỏ lên livestream chụp hình, có rất là nhiều người chụp hình và livestream, thì hy vọng là sau này đấy nhiều người trên Facebook sẽ recognize, sẽ biết họ. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì chúng tôi không biết ai hết. Cảm ơn hai ông đã có cái chia sẻ rất là chi tiết và như vậy. Và theo như ông Trần Quốc Anh đánh giá, đây là một cái sự kiện hoạt động thành công của cộng đồng khi mà nói lên quan điểm, nói lên đưa ra quan điểm cũng như là theo như là ông nói rằng là muốn làm cho họ e ngại, think twice, tức là suy nghĩ kỹ càng khi mà tổ chức những cái nơi như vậy. Tuy nhiên cũng phải đặt ra những cái câu mang tính gọi là ngược lại một tí. Tôi cũng có tiếp cận tiếp xúc với một số người ở California, những người có cái suy nghĩ có thể hơi khác một tí. Họ nói rằng là trong trường hợp này là trường hợp mà cái sự kiện là một sự kiện mang tính doanh nghiệp, dù là tổ chức ngay trong cộng đồng nhưng mà là sự kiện mang tính doanh nghiệp. Chống là khi chống những cái mà có tính cách tuyên truyền, còn doanh nghiệp thì mang lại tới cái lợi lạc cho các phía. Thì các ông nghĩ sao về cái vấn đề đó, thưa hai ông trong cái phần biểu tình, rồi sau đó tôi muốn cũng nghe từ phía ông Đức Đầu Bạc, mà tôi biết được rằng là sẽ có những cái suy nghĩ có thể nói là không giống. Vâng, xin mời cho Quốc Anh nói trước. Mời chồng Quốc Anh ạ. Vâng, thì chúng tôi biết là cái việc làm liên hệ từ Việt Nam và Houston, tại Houston rất là lớn và chúng tôi biết là Houston và Việt Nam làm việc rất là nhiều. Chúng tôi biết như vậy và chúng tôi cũng biết, và tôi biết là anh Đức Đâu Bạc cũng biết là cộng sản Việt Nam tới Houston rất là nhiều, tại vì có tòa lãnh sự quán ở đây thì cái liên lạc rất là nhiều. Tôi biết họ, nhưng mà thường thường họ họ
họ có cái việc gì, họ có sự kiện gì hay là làm cái gì thì làm ở chỗ khác, như là làm ở ở West Hammer, là cái khu khu vực khác, hay là ở downtown thì tôi biết đấy. Nhưng mà cái đấy là ok, thì chúng tôi biết là việc việc trade của hai nước. Nhưng mà cái mà làm chúng tôi, làm những người Việt Việt quốc gia giận bực mình á, là họ tổ chức ngay trong, gọi là in the heart of Little Saigon, tức là ngay giữa cái cộng đồng của chúng ta, mà cộng đồng của chúng ta là mang danh là chống cộng, không chấp nhận cộng sản, thấy cộng sản là chống, thấy cộng sản là đuổi. Chúng tôi không muốn có cộng sản, cho nên là chúng tôi thật sự cũng không muốn biểu tình mà những người doanh nhân hay là Kumama Seafood House. Chúng tôi không muốn, nhưng mà vì họ tổ chức ngay trong cái khu Little Sài Gòn, cái khu của Việt Nam chúng ta, nếu mà chúng tôi không làm gì đó thì sẽ mất đi cái tiếng, cái lập trường của cộng đồng chúng ta. Cho nên là Kumama Seafood House, chúng tôi đã có liên lạc với họ và yêu cầu họ và chúng tôi nói họ là chúng tôi sẽ biểu tình, nhưng mà họ không quan tâm, họ cứ tiếp tục làm. Thì cái này bắt buộc chúng tôi phải làm, biểu tình. Và những cái doanh nhân đó thì tôi biết là doanh nhân cũng cũng mang ích lợi cho Houston và cũng cho nước Việt Nam, nhưng mà chúng tôi không muốn họ tổ chức ở đó, cho nên chúng tôi biểu tình. Và cái này gọi là cũng gọi là damage, là gọi là collateral damage á, là những cái người đó bị chúng tôi biểu tình, là chúng tôi muốn dặn mặt á, chúng tôi dùng những cái người nào mà người này mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là chúng tôi không đồng ý, để lần sau họ khỏi khỏi tới cộng đồng chúng ta. Đúng, chúng tôi muốn họ, nếu mà họ tổ chức ở chỗ nào đi nữa thì chúng tôi không có ghe, nhưng mà họ tổ chức ngay cộng đồng chúng tôi á, thì bởi vậy chúng tôi biểu tình. Xin mời anh Văn Đình. Vâng, tôi cũng đồng quan điểm với anh Trần Quốc Anh, là vì chúng tôi cũng không thể nào mà ngăn ngừa cái chuyện mà làm ăn thương mại giữa hai quốc gia và nhân dân, thì cái điều đó là cái điều không thể nào mà mình chối cãi được. Nhưng mà tuy nhiên họ đừng có đưa cái thư mời rõ ràng như vậy đến ngay tại trong cái cộng đồng của chúng tôi, thì nó thấy rằng cái cộng đồng người Việt quốc gia Houston này nó không có mặt sao, tại vì làm như vậy thì nó có tỉnh không có đúng, không có đúng với cái tinh thần mà lập trường chống cộng của cộng đồng người Việt quốc gia. Đã do đó mà chúng tôi có một cuộc biểu tình, chứ chúng tôi không có quan điểm về về danh nhân. Nhưng mà chúng tôi mong rằng những người này sau này họ đừng có đến cái khu vực này để mà biểu tình, để mà tổ chức ăn uống nhậu nhẹt rồi này kia. Chúng tôi thấy làm cái đó là không đúng, nó không đúng, nên là chúng tôi biểu tình. Họ có thể làm ngay trong tòa đại sứ, ngay trong tòa lãnh sự, ăn uống thoải mái, cái đó là vùng đất của họ, còn cứ gì thoải mái. Còn cái khu vực này là cái khu vực đã mang tên là Lido Sài Gòn, cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản, thì dĩ nhiên là họ họ lên tiếng là cái điều đó đương nhiên thôi. Mời ông Đức có ý kiến ạ. Tiếng của ông không nghe, không nghe tiếng ạ. Có lẽ ông bấm nhầm vào cái nút bị mute, thường hay dễ bị dính cái vào cái nút đó. Không phải là xoay đâu, nhưng cái nút có cái nút nó giống như là cái nút cái microphone đó. Còn nếu mà không được thì có lẽ là ông sẽ gọi ngược lại thì nó sẽ được ngay. Ông nhé, ông xin mời ông gọi lại. Nếu mà tôi bấm nhầm vào cái nút của anh Trần Quốc Anh. Chúng ta đang đưa lại các vị khách. Được chưa? Dạ được rồi, xin mời ông Đức ạ. Cảm ơn tất cả quý vị theo dõi một cái đề tài mà nó phải nói rằng đó là rất là nhiều sự tranh cãi, nhưng mà tôi tiếc rằng đó là tôi phải nói rằng đó là cộng đồng đã sai, nhất là Trung tá Trần Quốc Anh, chủ tịch cộng đồng là sai. Tại sao sai? Chính lời của Trung tá nói rằng đây là một cái private, đúng không, một cái hội chứ không phải là tòa tổng lãnh sự họ tổ chức để tuyên truyền.
Đây là hội tụ doanh nhân, phải không? Doanh nhân thì không thể nào mà chúng ta, đó là một cái private, họ đâu có mời ông trung tá tới đâu. Chính ông trung tá nói là ông trung tá không có hề nhận được thiệp mời. Đây là một cái tổ chức riêng biệt, thí dụ như là hội cựu quân nhân, hay là hội gọi là bác sĩ, họ chỉ mời những người bác sĩ thôi, họ không có mời người ngoài, họ chỉ mời doanh nhân. Đây là một cái private mà quý vị, nhân danh là cộng đồng. Cộng đồng thì ông Trần Quốc Anh có thể xác nhận được là ông Trần Quốc Anh biết rất là rõ rằng cộng đồng có cái 501c3, tức là không thể dính vào vấn đề chính trị. Đây là một cái hội tụ rất rõ rõ ràng, cái tiêu đề rất là mời tới để hội tụ doanh nhân Việt. Mà chính ông Trần Quốc Anh cũng như là ông Văn Đình nói là ông Văn Đình không, cả hai vị đều không nhận diện được tất cả những người đó. Những người đó là những doanh nhân, như cá nhân chúng tôi là những doanh nhân. Quý vị không thể nói rằng là tôi là cộng sản. Thấy không? Điểm thứ nhất là đây là cái hội tư. Cái điểm thứ hai mà anh Văn Đình cũng như là ông Trần Quốc Anh biết, tôi là người đã từng đi tổ chức biểu tình. Ngày xưa tới giờ này tôi không biết bao nhiêu lần, tôi là linh hồn của rất là nhiều cuộc biểu tình. Quý vị sai ở cái chỗ rằng quý vị đã đi vào một cái private property. Mà anh Văn Đình vừa mới nói rất là rõ ràng là anh Hạnh là nhân danh của Đảng Việt Tân để xin giấy phép. Cái giấy phép đó có phải là của cộng đồng không? Thấy không? Mà nếu cái giấy phép đó mà là của cộng đồng thì cộng đồng sẽ có thể bị mất đi cái 501c3. Tại quý vị làm chính trị, quý vị rất là rõ ràng. Ngày xưa đó là lý do tại sao mà lập ra cái ủy ban chính trị của cộng đồng để giao phó những cái việc mà đi biểu tình. Rõ ràng cái chuyện đó. Vì vậy nên ông Trần Quốc Anh đã ký cái thơ mời và nhân danh là cộng đồng để mà đi biểu tình. Điều đó là điều sai trong điều lệ và nội quy của cộng đồng. Chúng ta không thể làm được việc đó. Đây là một cái hội doanh nhân. Vì vậy nên quý vị đi đem cả một cái cộng đồng tới để mà gọi là chống một cái hội. Một cái hội thôi, đây là chỉ là một cái hội tụ thôi. Xin mời ông Đức tiếp tục. Xin cho tôi trả lời nếu mà ông mất 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 tiếng. Dạ, ông Đức nhớ gọi lại, chắc là có lẽ là phone có người gọi vào. Xin mời ông Trần Quốc Anh hoặc là ông Văn Đình có những cái sự phản biện ạ. Vâng, cho quốc anh nói trước thì kính thưa quý vị, đây là chúng tôi, cái thơ của chúng tôi là biểu tình chống cộng sản, biểu tình chống cộng sản. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng không không có nói là chúng tôi biểu tình chống các doanh nhân hay là private club nào hết. Chúng tôi chỉ biểu tình chống cộng sản thôi, tại chúng tôi biết là trong đấy có tòa lãnh sự Việt cộng sản, và chúng tôi cũng có thành viên của cộng sản như đó. Thì cũng như hàng năm chúng tôi biểu tình trước tòa lãnh sự cộng sản, mà cũng tôi cũng là biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Cộng. Và chúng tôi biểu tình là chúng tôi muốn cái quyền tự do, protect cái quyền tự do, và chúng tôi không muốn communist, không muốn cộng sản ở trên trên cộng đồng chúng ta. Cho nên chúng tôi không có phải là again một cái private nào hết. Chúng tôi chỉ muốn chống cộng sản, nói lên cái tiếng nói của chúng nhưng tôi mà là nhưng chúng tôi mà muốn tự do. xin phép anh Trần Quốc Anh, là anh Trần Quốc Anh có nói rất là rõ rằng là nếu mà họ tổ chức ở một nơi khác thì là anh Trần Quốc Anh sẽ không chống, chỉ có cái lý do rằng là họ tổ chức ở ngay tại khu cộng đồng người Việt, vì vậy nên họ là những người họ muốn đóng góp. Tôi nói thẳng cho anh Trần Quốc Anh cái điều sai của cộng đồng. Người ta muốn giúp đỡ cho cộng đồng. Anh Trần Quốc Anh có biết rằng đó là họ đã liên lạc với thành phố, họ muốn đem công ăn việc làm đến cho thành phố. Đây là những người doanh nhân, người ta không có dính dáng gì tới vấn đề chính trị, không dính dáng gì tới vấn đề cộng sản. Thí dụ như cá nhân tôi nè,
đây là tôi đang ngồi trước mặt mà anh Trần Quốc Anh biết tôi rất là rõ, anh Văn Đình biết tôi rất là rõ. Tôi vận động và nói cho anh Trần Quốc Anh biết rằng là có hãng máy bay, hãng máy bay đây không phải là Vietnam Airlines mà hãng máy bay tư, và họ sẽ bay từ Việt Nam qua thành phố Houston. Mà bây giờ cái đó là cái vấn đề ngoại giao, cái vấn đề thương mại, cái vấn đề kinh tế. Rồi hãng xe VinFast, anh thấy là cái ở trên cái thiệp mời rất là rõ ràng có dấu hiệu của VinFast. VinFast muốn đem một cái cơ sở của VinFast về bên Texas này, cũng giống như là Tesla. Tesla hiện thời bây giờ đang ở trên Austin, có một cái cơ sở ở trên này. Vì vậy nên cái sai của cộng đồng đó là gì? Đó là đem cái việc tư của người ta, mà cái việc của cộng đồng là việc của cộng đồng. Ok, quý anh là sai. Quý anh đặt vào cái công việc nó không đúng chỗ. Chống cộng, tôi không có nói về vấn đề mà của cộng đồng chống cộng. Tôi không nói chuyện đó. Tôi chỉ nói cái việc làm mà của cái đêm đó. Quý vị sai. Quý vị đã đi vào một cái private property. Thì xưa đó, khi mà chúng ta biểu tình đó, chúng ta phải ở ngoài cái khuôn viên đó. Ở ngoài, chúng ta phải ở ngoài lề. Anh Trần Quốc Anh biết điều đó. Khi mà biểu tình ở ngay chỗ trụ sở cộng đồng, anh Trần Quốc Anh nhớ không? Tất cả mọi người biểu tình chống lại cộng đồng đó, của bên phía của cô Teresa Ngọc Hoàng, bên phía ông Hoàng Duy Hùng, phải đứng ra ngoài, đứng xa và cần cái dây vàng, không được bước qua cái sợi dây đó. Nhưng mà tại vì những cái người đó là những người chỉ là chuyên gia, những doanh nhân, họ không biết luật. Nếu bữa hôm đó mà tôi có mặt ở đó thì không có xảy ra vậy đâu. Tôi chắc chắn với anh Trần Quốc Anh điều đó. Cảm ơn tại ông vì... Đứa đầu bạc có bây lẽ. Tôi hỏi vậy nha. Bây giờ anh Trần Quốc Anh có đồng ý với tôi rằng cái đó là một cái private property không? À, tôi không đồng ý với anh Đức Đầu Bạc là như vậy. Những cái người mà cảnh sát á, mà người ta mướn á, để tôi nói. Những người cảnh sát mà họ mướn và những cái người mà tôi kêu đó là cái special unit là chuyên môn về deal về biểu tình không á, là cái hai cái unit mặc quần áo và một unit chìm á, những người đấy đều biết luật hết. Họ biết là khi mà biểu tình phải biểu tình ở hành lang, nhưng mà cái này là shopping center không phải là một cái người đó. Nếu mà cả shopping center không cho chúng tôi vô đó thì chúng tôi không được vô, nhưng mà chỉ có cái nhà hàng đấy thôi, cái grocery Thanh Bình cho tôi, chúng tôi đứng mà cho mấy cái nhà kia. Nhưng mà chúng tôi đã có hỏi cảnh sát, và cảnh sát đã công nhận là chúng tôi có quyền ở đó, tại họ là những người mà chuyên môn đi bảo vệ biểu tình, kính thưa quý vị. Không, cái đó này tôi chỉ nói rằng cái câu chuyện đó xảy ra là tại vì những người đó người ta không biết rõ về vấn đề luật, thì vậy nó có xảy ra. Nếu mà hôm tôi đó vừa nói cho những người này là professional, những cái cảnh sát đây là professional chuyên môn điều về biểu tình mà. Anh Trần Quốc Anh, ngày trước á, khi cô Teresa Ngọc Hoàng đó, ok, mà tổ chức ở tại gọi là Kim Sơn đó, ok, chúng tôi đi biểu tình đó, chúng tôi phải đi qua bên lề đường bên này để đứng biểu tình, không được đi vào khu Kim Sơn, mà khu Kim Sơn là cả một cái khu shopping center. Vì thấy không? Vậy tại vì cái thời xưa đó, cái điều đó tôi nói này cho anh Trần Quốc Anh nghe nè, kỳ tới họ sẽ tổ chức, và tôi dám nói anh Trần Quốc Anh rằng tôi thách thức anh Trần Quốc Anh đem người tới để biểu tình. Tại bởi thì, vậy tôi bởi đây, vậy tôi mới kêu cảnh sát riêng của cộng đồng. Bởi vậy tôi mới kêu cảnh sát riêng của cộng đồng. Nếu mà mình không kêu đó, tôi biết chắc là như vậy. Nếu mà tôi không kêu đó, nhưng anh Trần Quốc Anh, anh đi lên, anh có lên biểu tình ở tại tòa tổng lãnh sự không? Lúc nào tôi cũng biểu tình hết, đúng. Có. Mà anh có được đi vô trong cái property của người ta không? Hay là anh phải đứng trên kia đề đường? Không được. Không phải đứng trên đường, chúng ta có để đứng hành lang. Nhưng mà tôi nói là tôi chỉ hỏi anh là anh có được đi vào trong cái khuôn viên của đó không? Anh trên hành lang, trên sidewalk. Trên sidewalk mình được. Anh đi trên sidewalk, đúng. Đó, đúng. Chữ là anh đi trên sidewalk. Nhưng có nghĩa là sidewalk là nó ở ngoài phía bên đường, anh không được đi tới cửa. Nhưng mà tôi muốn nói rằng nếu mà tôi nói nếu mà chủ để cho anh Trần Quốc Anh hiểu nè, cái shopping center đó
nó có ba bốn chủ đó. Đúng. Ok, nó có ba bốn chủ đó. Cái nhà hàng Mama là một chủ. Bên phía chợ Thanh Bình là một chủ. Ok. Đúng. Bên Đúng. Kia là một chủ. Nếu Đúng. Mà người ta cái chỗ đó người ta chỉ răng dây thôi. Người ta răng dây vàng thôi. Anh phải đi ra ngoài của cái property đó. Đồng ý. Anh có quyền biểu tình. Đồng ý cái đó. Tôi nãy giờ tôi không có nói về vấn đề biểu tình. Tôi nói thẳng với là anh Trần Quốc Anh rằng tôi không có cãi về vấn đề quý vị tới đó biểu tình. Nhưng mà quý vị không thể nào đi tới để ách thắt người ta được. Những cái người đó là người ta là doanh nhân, người ta đi tới đó. Người ta muốn đem cái gì? Người ta muốn đem công ăn việc làm, người ta muốn đem một nền kinh tế. Người ta không có dính dáng gì vấn đề chính trị. Anh Trần Quốc Anh vừa mới nói rằng á, đây là những người doanh nhân trẻ. Đúng không? Những người này người ta không có dính dáng gì. Và chính anh cũng không thấy, người ta cũng không biết người ta là ai. Mà anh đã nói là anh không biết người ta là ai, tại sao anh lại chống? Anh chống tòa tổng lãnh sự. Tôi đồng ý. Tôi không có cãi về cái chuyện đó. Chúng tôi okay. Chống cái thư mời này nè. Anh mời. Anh chống cái anh nè. Cái thư đây, mời đó là mời. Tại đó sao? Là bây giờ tôi trả lời mời. Không? Cộng sản mời nha. Anh để cho tôi phép tôi trình bày. Tôi và anh Vũ Hoàng Lân của phố Bô Sa đã từng tham dự gọi là hội nghị doanh nhân toàn thế giới nha, và tổ chức ở tại Moscow, và đương nhiên là phải có cái người sở tại. Những người này là người ta ở Việt Nam, người ta qua và người ta rất là nhiều thành phố. Vì như vậy người ta phải nhờ một cái người ở tại đây để đứng ra tổ chức, mà cái người đại diện ở tại đây là tòa tổng lãnh sự. Tôi đi qua bên Nga thì cũng phải ông đại sứ ở bên Nga, ông chịu tập, ông đứng ra để mời. Nhưng mà họ, khi nào họ tuyên truyền thì quý vị chống, tôi có đồng ý. Nhưng mà quý vị chống điều này là chống sai. Đây là những cái hội, đây là hội tụ, anh nghe rất là rõ, hội tụ doanh nhân trẻ. Bây giờ chúng ta có lẽ chúng ta có nghe ông Vân Đình trình bày về cái quan điểm của ông về cái chi tiết này ạ. Vâng, tôi không đồng ý với anh Đức Đầu Bạc nói. Vì tôi thấy rằng trên cái phương diện mà rõ ràng tôi thấy người cộng sản họ tổ chức cái việc này là vì họ tòa tổng lãnh sự họ tổ chức. Tòa tổng lãnh sự tức là anh, của cộng anh có sản. Anh thấy ở bên dưới, anh có thấy bên dưới có Quỳnh Phá không? Có. Anh có thấy cái dấu hiệu? Yeah. WinFast, tôi hỏi anh vậy chứ, bốn cái tổ chức ở bên dưới á, FTP đồ này nọ đó, ok, anh nói là cái đó là tổ chức cộng sản hả? Tôi không dám nói anh, họ anh là nếu cộng mà sản. Anh nói như vậy đó, tôi nói cho anh tôi biết nè, anh Văn Đình, ok, tôi không nói. Anh mà nói mà tổ chức WinFast á, mà là cộng sản đó, họ sẽ thưa anh liền. Tôi đâu nói, tôi không nói họ cộng sản, nhưng mà tôi nói tòa tổng lãnh sự là cộng sản. Tòa tổng lãnh sự họ chỉ có một cái chuyện là họ mời thôi. Họ mời vô đó để họ nói chuyện, đúng không? Phải có họ chứ. Phải cái có đó họ. Là hội tụ, anh thấy cái đề tài không? Cái đề tài của họ ở trong đó có đề tài chính trị không? Mà anh có công nhận với tôi là phải có người cộng sản ở trong đó chứ. No. Phải có người cộng sản ở đến đó chứ. Tôi hỏi anh nè, nếu tôi tham dự ở đó, bây giờ tôi chỉ hỏi anh một câu. Tôi nói nghe nè, tòa tổng lãnh sự là ai? Tôi không nói là tòa tổng lãnh sự là ai, là tôi chỉ sản. Hỏi anh đó là cái hộ doanh nhân, bộ doanh nhân là cộng tôi sản đồng à? Ý, tôi đồng ý với anh là, nhưng mà họ cùng với lại tòa tổng lãnh sự ngồi họp với nhau để bàn bạc, để nói chuyện, đúng không? Vậy và sau đó, bây giờ tôi hỏi sau đó anh, sau đó họ còn nhận là... Khoan, ông Donald Trump, ông ngồi với là ông chủ tịch nước, vậy là ông là cộng sản hả? Không, tôi không anh nói vậy, tôi không anh nói vậy là hoàn toàn sai. Tôi cái chủ nói, đề cái tôi không nói đó, anh Văn Đình, tôi không nói anh nghe đó, kỹ tôi nha. Chỉ nói, tôi chỉ nói đó, cộng sản họ mời đề, là tôi chấp. Tôi nói anh nghe cái chủ đề, cái chủ đề là hội tụ doanh nhân Việt. Yes, I know. Yes, khi đúng. Nào á, tôi nói anh nghe vậy nè, khi nào họ nói rằng á, đây là họ mời tới để nói về vấn đề chính trị ở tại Việt Nam, anh chống cái chuyện đó. Tôi không cãi cái chuyện đó. Đây là những cái người doanh nhân trẻ mà chính anh gọi là Trần Quốc Anh xác nhận là đó là những người trẻ, người ta ảnh chưa bao giờ biết hết á.
Thấy ông thấy ông Trần Quốc Anh lắc đầu hơi nhiều, ông có ý kiến gì không ạ? Ok, thế anh Đức Đồng Bạc, để Quốc Anh nói nè. Thứ nhất á, là Quốc Anh làm việc khác với mấy cái chú mấy bác thời xưa. Tại thời xưa đó mình biểu tình á, cảnh sát của họ muốn nói mình làm gì thì mình phải nghe. Bởi vậy Quốc Anh mới kêu cảnh sát của mình, kêu cảnh sát của thành phố của mình biết. Tại tại Quốc Anh là làm cho sở cứu hỏa, Quốc Anh biết biểu tình, cái luật kiểu biểu tình mà. Cho nên Quốc Anh đã liên lạc với cái unit mà special bị biểu tình đó. Họ sẽ tới đấy, họ sẽ protect cái người biểu tình. Cho nên cái người mấy cái cảnh sát kia, constable là của Hell's County, họ cũng nói là chúng tôi không được biểu tình ở đây. Nhưng mà cái unit của SPD đó nói là chúng tôi có quyền. Là tại vì như vậy này, nếu mà anh nói đúng, nếu mà các chủ nhà chủ quán không cho chúng tôi vô đó mà để no trespassing á thì chúng tôi không được vô. Nhưng mà thứ nhất không có cái bảng đấy, thứ hai không có dây, và thứ ba đó mấy cái chủ nhà kế bên cho chúng tôi cái parking là của mọi người. Cho nên ở trước cái parking người ta có thể là ok mấy cái parking này dành riêng cho cái nhà hàng đó thì đúng, chúng tôi respect that, chúng tôi back up. Nhưng mà cảnh sát của thành phố nói chúng tôi được quyền, cho nên cái thế đấy thứ nhất là anh Đức Đầu Bạc là không đúng về cái chuyện đó ha. Thứ hai là như chúng tôi nói, chúng tôi chống cộng sản, tôi không chống private, chúng tôi đấy là chúng tôi kêu gọi để chống cộng sản. Tôi nói là nếu mà mấy người này muốn đi cộng tác với cộng sản, làm việc với cộng sản, làm cho khác, không được, chúng tôi không được chấp nhận làm ở đây. Đấy là có quyền căn bản của mọi người nhá. Cái quyền căn bản của tôi, từ từ. Cái quyền căn bản của tôi, anh muốn làm nhưng mà tôi không muốn làm. Majority win. Majority của chúng tôi không chấp nhận. Không chấp nhận. Tại chúng tôi cũng có quyền mà. Anh có quyền làm việc, chúng tôi cũng có quyền làm việc. Chúng tôi không đồng ý. Cộng đồng chúng tôi không đồng ý anh làm. Đó. Cho nên nếu mà anh làm thì chúng tôi biểu tình, cái đấy là quyền căn bản, anh có thể làm nhưng mà chúng tôi có quyền biểu tình đó. Cái đấy là tôi không phải chính trị nhá, không cái đấy là không có chính trị. Cho nên nói, anh nói một nói cái sai nữa là chính trị, chúng tôi không có biểu tình ở nghĩa chính trị. Biểu tình đó nó sai. No, no, chúng tôi không biểu tình chính trị. Đây là một cái private, cũng giống như là tôi nói vậy anh ngang à, bây giờ tôi tổ chức á, anh nói là anh ở tại gọi là hiện tại bây giờ cái unit của anh á ở tại gọi là San Antonio đúng không? Tôi tên đến Brady Army, tôi chữa bệnh nha, tôi ở tại Brady Army nha. Ok, mà anh biết là anh đi vô đó thì anh phải là Army, họ đâu có chữa bệnh cho người ngoài đúng không? Bây giờ anh biểu rằng á, đây là một cái hội, anh nói rất là rõ, đây là một cái hội tụ doanh nhân Việt. Những người này là những cái người là người ta là doanh nhân, người ta doanh nhân, người ta không có dính dáng gì tới cái vấn đề cộng sản hay không cộng sản. Chúng tôi nói là chúng tôi không có chống cái hội đó, chúng tôi chống cộng sản. Tôi viết thơ mời bà con đến biểu tình chống cộng sản. Anh biết là anh nói sai cái chỗ nào không? Nói đi. Những người đi biểu tình á, ok, trên chính ngay anh nói luôn, communist go home. Yes. Anh biết là cái đó sai không? Tại vì cái quyền của tôi. Bây giờ tôi nói anh nghe nè. Communist á, là nó gồm có communist Trung Quốc nè. Nó gồm có communist Bắc Hàn nè. Nếu mà nói là communist Việt Nam thì tôi không có cãi. Còn đây anh nói communist go home. Thấy không? Anh nói những anh nói no, mà cái đấy anh quyền không của có tôi. Thấy rằng cái đấy là cái quyền căn bản của mọi người. Chúng tôi không muốn communist China, Korea, whatever, chúng tôi không muốn. Cho nên cái đấy là quyền căn bản của mọi người. Anh muốn nhưng mà tôi không muốn. Anh có thể làm cho khác nhưng mà chúng tôi không muốn anh làm ở đây. Cái đấy là quyền căn bản của mỗi người nhá. Có thể bất đồng ý kiến. Quyền căn bản. Nãy giờ chồng quá. Đúng. Anh nói đây là quyền căn bản đúng không? Đúng. Quyền căn bản tự do của mỗi người. Vậy thì họ đúng. Cũng có cái quyền tự do của họ vậy. Họ là những đúng. Họ có quyền. Đúng. Họ có quyền đúng. Nhưng mà chúng tôi chống. Đúng, họ đúng, cứ đúng làm là. Họ có quyền, nhưng mà chúng tôi không họ muốn có quyền. Chúng tôi có biểu tình. Chúng tôi có quyền biểu tình, họ có quyền làm. Đúng, đúng biểu tình. Chúng tôi có quyền biểu tình. Chúng tôi có quyền biểu tình. Anh cứ làm, không thể cấm được. Chúng tôi không có thể cấm họ làm được. Nhưng mà chúng tôi có thể ngăn okay. cản bằng cách khác. Chính sách,
Đây giờ tôi nói anh nghe nè. Ok, đối với anh Văn Đình thì tôi không nói. Nhưng mà anh là một quân nhân. Ok, anh là một quân nhân. Ok, anh hiện tại bây giờ anh đang là hiện dịch. Ok, chuẩn bị. Anh cãi lệnh lại với là chính quyền không? Chính quyền biểu là đây là chính sách. Anh có cãi là chính sách không? Cái đấy là một cái mà sai lầm mà anh Đức Đầu Bạc thời xưa đã nói với tôi là như vậy. Ông anh biết là Ted ông Ted Drew gì ở Cali đó, ông cũng là một đại tá, mà ông đại tá bằng luật đấy nhá. Ông run elected officer, ông run, tất nhiên là ngoài cái nhiệm vụ của chúng tôi có quyền run for elected officer, tức là chúng tôi có quyền làm chính trị. Khi mà anh mà là active duty đó thì anh không có, nhưng mà khi mà mỗi một lần mà tôi mặc cái uniform á là tôi không được làm chính trị. Nhưng mà khi mà tôi bỏ cái uniform rồi, tất nhiên là tôi là người thường, tôi có quyền làm chính trị. Cho nên anh thời xưa anh đã nói mọi người cái đấy là sai nhá. Cái đấy là anh nói, tôi cũng bực mình vì anh lại tại anh không có biết luôn. Rồi bây giờ không bây đây tôi hỏi anh bận quân phục thì anh không được quyền làm cái chuyện đó. Đúng. Vậy thì tôi hỏi anh bận đồ thường đó, anh với chức vị là chủ tịch cộng đồng đúng không? Đúng. À vậy thì ở trong cái điều lệ của cộng đồng có 501c3 có cho anh làm chính trị không? Không làm chính trị nhé, nhưng mình chống cộng là khác nhé. Mình không có chống như là political, mình không có chống như là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, nhưng mà mình có thể chống Cộng sản. Mình chỉ nói Cộng sản thôi, tôi chỉ có chống Cộng sản thôi. Đã nói là hành động chống Cộng sản là không phải là chính trị hả? Không chính trị, cái đấy là quyền của mọi người. Mình không muốn Cộng sản, mình không. Nếu mà tôi không muốn capitalism á, tôi cũng có quyền. Tôi bảo tôi không muốn capitalism, tôi muốn communist. Vậy không, tôi chỉ hỏi anh đó là anh cá nhân á thì được. Cá nhân anh thì được. Nãy giờ tôi chỉ trình bày Không, tôi nói là cái tập đoàn, cái tổ chức cộng đồng á. Cá nhân của Trần Quốc Anh thì được. Nhưng mà chương vị chủ tịch cộng đồng thì không được. Không, anh không, đọc kỹ đi. Tôi không đồng ý với anh đi. Như vậy. Tôi á gọi là chính trị đó là lúc như là anh chống một đảng nào đó, một đảng này đảng kia, nhưng mà đảng cái ideal đó là capital hay là communist thì anh có quyền chống. Cái đấy là không phải chính trị, cái đấy là đảng quyền của con người, mình có quyền lựa chọn. Cái đấy không phải. Bởi vậy tôi không đồng ý với anh là chúng tôi không làm chính trị. Cái ngày hôm nay chúng tôi chỉ muốn cộng đồng, trong cái hiến chương của cộng đồng cũng nói là chúng tôi là người Việt quốc gia promote freedom, promote, cho nên đây chúng tôi protect and promote đó, freedom. Đây anh nói cho nghe nè, là có nghĩa rằng đó là những người gia nhập vào cộng đồng. Anh nghe kỹ nè, anh trước khi nói anh phải nghe tôi nói đã. Anh nói rằng đó là nội quy của cộng đồng, là những người gia nhập vào cộng đồng thì không được quyền là cộng sản, phải là người quốc gia, đúng không? Cái nội quy của mình đề rất là rõ ràng rằng là những người không cộng sản, đúng. Chứ còn cộng sản là không được quyền làm hội viên của cộng đồng. Đúng. Ok, đúng. Cái đó là nội quy của cộng đồng. Còn đây là những người này, người ta là hội doanh nhân, họ không có dính dáng gì tới cái cộng đồng này hết. Họ đề rất là rõ, họ có đề cái chữ là người Việt quốc gia không? Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi chống cộng sản, chúng tôi chống tòa lãnh sứ cộng sản, chúng tôi không có chống doanh nhân. Tôi đã nói anh rồi, anh Trần Quốc Anh, nãy giờ tôi nói anh rằng cái sai của anh đó là đi chống cái hội tụ doanh nhân. No, nếu bây no, giờ tôi không đồng cái ý. Hội đó là hội tôi không nhân, đồng ý, tôi chống cộng sản. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh vậy nè, bây giờ nó là một hội bác sĩ, anh đi chống không? Không, dĩ nhiên là không. Dĩ nhiên là không. Vậy không. Nếu mà họ hòa giải, nếu mà họ điều với không cộng sản, họ điều chỗ khác. Nãy giờ không nói cái chuyện hòa hợp hòa giải. Cho tôi hỏi cho nó rõ vào một cái chi tiết này. Theo tôi ghi nhận, như là ông Vân Đình nãy giờ có đưa lên cái flyer đó, thì có nghĩa là có phải là các vị chống là chống ở cái phần ở phía trên, tức là khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng cũng như là
cái trên cùng là Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas, tức là một cái cơ quan đại diện của cơ quan ngoại giao của chính quyền Việt Nam. Còn cái phần ở dưới là cái phần hội tụ doanh nghiệp doanh dân Việt, cũng như là những cái logo bên dưới chúng ta thấy như là VinFast hay là An Phát hay là FTP, FPT hay là Kính Bạc City gì đó, là những cái thường là theo cái sự sắp xếp như thế này đó, là phía trên là cơ quan đứng ra tổ chức, còn phía dưới là những cái logo đó có thể là những cái logo của những doanh nghiệp gọi là tham gia hoặc là tài trợ cho cái sự kiện này. Thì thế thì với cái sự tách bạch rõ ràng của hai vị trong cái phần những người mà đi biểu tình đó, là chống cái người tổ chức, cái đơn vị tổ chức là một cái sự quan. Cái điều đó có giải thích cho ông Đức Đầu Bạc hay không ạ? Tôi đồng ý với là quý vị rằng là tôi không cần biết là tổng lãnh sự hay là không tổng lãnh sự. Cộng đồng đây chống những doanh nhân, mà những người doanh nhân đó đó là có luôn cả, bây giờ tôi nói cho anh Trần Quốc Anh nghe nè, có những cơ sở hiện thời bây giờ có những người có liên hệ tới anh Trần Quốc Anh, có liên hệ tới anh Văn Đình, làm việc cho những cái cơ quan đó, những cái hội đoàn đó đó, có những người Việt Nam mà người ta không dính dáng gì tới cộng sản cả, người ta chỉ là công nhân thôi, người ta là kỹ sư, ok, và người ta đã đóng góp vào nền kinh tế của Houston. Vì vậy nên quý vị chống, tôi không biết tôi quý vị chống cái gì, ok. Thứ nhất là đây là những cái người gọi là đem tới công ăn việc làm cho người Việt Nam, chứ không phải là cho người nước ngoài mà cho người Việt Nam. Tôi xác nhận thì tôi đã nói rồi, chúng tôi không có chống những người đó. Chúng tôi không chống, chúng tôi chỉ chống cộng sản. Họ có thể đi chỗ khác làm việc thì chúng tôi không chống. Nhưng mà tại vì họ tham dự vô cái tổ chức của cộng sản, chúng tôi là chống cộng sản thôi. Nhưng mà anh cứ vơ mấy cái người đấy rồi anh nói chúng tôi chống. Cái mục đích của chúng tôi hôm đó là chống cộng sản vậy thôi, chứ không có chống những người khác. Ý của anh Trần Quốc Anh đó là những cái hội doanh nhân đó đó, ok, là không được dính dáng gì tới gọi là tòa tổng lãnh sự, đúng không? Nếu mà họ không dính dáng gì tới tòa tổng lãnh sự, họ có quyền làm việc với cộng sản, họ không sao hết. Nhưng mà đừng có xâm nhập vào cái khu vực gọi là của người cộng đồng người Việt quốc gia. Tại sao lại không có chơi nhập vào? Bây giờ tôi hỏi vậy nè, tôi hỏi gì chứ là anh nè, nếu mà nói như vậy đó thì cái chợ Thanh Bình kế bên cạnh đó, họ bán cái đồ gì ở trong cái chợ đó? Họ bán đồ trung cộng cũng được, không sao. Nhưng mà họ yểm trợ chúng tôi. Tức là họ muốn làm ăn với Việt Cộng thì không sao hết. Họ yểm trợ chúng tôi, họ ra họ ủng hộ chúng tôi. Tôi chỉ hỏi anh rằng là họ có, thí dụ như là anh đi đường kia, anh đi đường khác rồi. Tôi không, anh đi đường khác rồi. Chúng tôi biết là những cái quần áo của mình đang mặc là quần áo made in Việt Nam. Anh chống tòa tổng lãnh sự. Ok, nhưng mà anh không có chống hội doanh nhân, đúng không? Đúng. Không chống, đúng. Không chống. Thì anh không chống hội doanh nhân, thì đây là những người doanh nhân. Đồng người ta có được. Thì họ muốn làm gì nhưng họ mà làm. Cái người đứng ra tổ chức, cái người đứng ra tổ chức là cộng sản. Chỉ vậy thôi. Cái đó là cái chúng tôi chống đó, cái đó là chúng ta. Nếu mà, thì, nếu vậy mà thì họ... tôi hỏi anh nè, tại nếu mà anh nói rằng đó là những người đó anh không chống, thì tại sao anh lại phải rượt theo những người đó ra tới xe? Vậy là nếu mà có một thí dụ như nào Q Mama Seafood đi, họ đeo cái, họ treo cái lá cờ đỏ ở ngay cái chỗ của như ngay cái bờ tường cái hồ kiến của họ đi. Rồi theo như anh Đức Đầu Bạc thì chúng ta không được biểu tình, tại vì cái đây là một private doanh nhân, chúng ta không có quyền biểu tình, cái đấy là sai, theo đúng không? Chúng tôi không có thích cái lá cờ đỏ đó trên cái fly đó, rồi tòa lãnh sứ cộng sản đó, những cái người nào mà gọi là publicly đó mà điều với cộng sản là chúng tôi không thích. Anh dòm thấy ví dụ một người Mỹ đi, ok, mà người ta cầm cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng là anh chống phải không?
Đúng, đúng, tôi là người đầu tiên sẽ tới tới biểu tình của họ đó. Tôi là người đầu tiên đó, đúng. Vậy thì ông Donald Trump ông cầm cái cờ đỏ của sao vàng sao? Khi mà tôi mà gặp ông Donald Trump, tôi cũng nói không thích, cộng đồng chúng ta không thích. Cho nên á, nếu mà anh có quyền mặc bất cứ cái gì, đeo chất cái gì, như anh có quyền, nhưng mà tôi có quyền chống lại, tôi có quyền đi song song với anh, tôi chống lại anh, đấy là cái quyền của mọi người. Ông muốn cái gì, tôi muốn cái gì, đấy là quyền của Tôi mọi đồng người ý ha. rằng anh Chúng Trump thì anh không thể nào có cái hành động gọi là, tôi nói anh nghe nè, anh em rượt cái người đó đi ra tới ngoài xe, anh thấy cái hành động đó có hay không có hề động, không có hề đụng họ, không có hề đụng họ, mình có quyền đi với họ. nếu mà anh đụng họ đó, anh đụng họ là nó sẽ thưa anh về tòa assault rồi, Bởi vậy chúng tôi biết luôn. thấy không? Tôi anh biết anh cái đập quyền, xe của người cái đấy ta đó, quyền tự do của xin mọi cho người. phép, Đúng. xin cho phép tôi Tôi đặt nghe nè, xin cho anh phép hô tôi đặt hào, có người ở tại ban tổ chức cái hô hào á là đánh nó, thấy không? no Thấy no không? no không Đánh có, nó. không có đánh, không có cái tiếng Chúng đánh tôi đập đâu lúc nào cũng nói, tôi này, Quốc Anh này, cầm loa này nói là chúng tôi có quyền biểu tình, la hét, nhưng mà đừng có, không có được đụng đụng cái người đó. Mà đấy cũng có cảnh sát rồi, cảnh sát nó đã chèm dứa rồi, chúng ta không đụng được. Cho nên mấy người cũng biết, mấy người lớn cũng biết là chúng ta không được đụng người ta, cái đấy là đây. sai luật. Nhưng mà Xin cho mình có phép. quyền đi với họ và la hét. Như tôi đã nói, cái kiểu biểu tình này gọi là Black Lives Matter đó, họ biểu tình everywhere and it's very effective, rất là hiệu quả. Cho nên chúng tôi làm như vậy, tôi nghĩ là rất là hiệu quả. Cái đấy là thành công của cộng đồng chúng ta đó. Xin cho phép tôi đặt câu hỏi này với lại hai vị ở phía những người tổ chức biểu tình, ông Trần Quốc Anh và ông Vân Đình. Nãy giờ tôi nghe thì các vị nói khá nhiều lần là cũng khẳng định là lý do mà chống là tại vì họ đang tổ chức ngay tại trong cái khu Little Sài Gòn, hoặc là khu người Việt ở Người Việt. ở Houston là vùng Houston. Bel Air. Vâng. Còn nếu mà họ tổ chức ở nơi khác, thí dụ như là ở ở tòa lãnh Đào sự hay thang. là một cái Ừ, downtown vâng. hay một cái nơi nào đó, Ừ. thì quý vị sẽ không biểu tình. Đúng. Có lẽ là tôi sẽ Đúng. muốn xoáy sâu vào cái này một tí. Thứ nhất là vì sao những nơi khác thì quý vị không chống mà ngay Little Sài Gòn thì quý vị mới chống, và cái ranh giới của cái khu vực Little Sài Gòn là nó ở chỗ nào là không chống? Thí dụ như nó ngay giữa trung tâm, thí dụ như cái nhà hàng, tôi thì không rành cái địa lý bên đó cho nên tôi cũng không biết được cái đoạn đường nào, nhưng mà thí dụ như là cái vùng ngay cái trên con đường Bel Air thì là chống, ngoài con đường Bel Air thì sẽ không chống, hay là con đường Bel Air nó ngay trung tâm thì chống nhưng mà kéo dài ra 1-2 mai vẫn trên đường Bel Air mà lại không nằm ở khu vực đó thì có chống hay không? Thì cái đó là nó còn ở cái phần cảm tính hay là nó có một cái sự nghĩa rõ ràng là khu vực nào là chống, khu vực nào không chống và vì sao ạ? Chúng tôi xin xác nhận là chỗ nào có người cộng sản tới là chỗ đó chúng tôi có chống, chỗ nào có người cộng sản có cờ cộng sản là chúng tôi chống, chúng tôi chống chứ không phải là chỉ có khu vực Bel Air, tại vì chúng tôi bản thân chúng tôi đã từng đi gỡ những cái lá cờ này xuống treo rất là nhiều ở trong cái khu apartment rồi này kia trên nhiều con đường mà chúng tôi yêu cầu là họ gỡ xuống. Thế thì như là các vị vừa mới nói, nếu mà họ tổ chức ở ngoài khu vực đó mà tổ chức ví dụ như là ở trong downtown hay là ở vùng ngay trong tòa lãnh sự thì vẫn chắc chắn là có cờ thì thế nào ạ? Tất nhiên chúng tôi không, tất nhiên chúng tôi sẽ không bao giờ tới đó trong, tất nhiên khu vực tòa lãnh sự của Ông vừa họ mới là nói là ở có đâu quyền, có cộng sản là có lá cờ là phải chống. tất nhiên tại vì cái tòa lãnh sự là cái đất riêng của họ rồi, tòa lãnh Không thì sự tên. cho Quốc Anh trả lời. Dạ xin mời ạ. Đúng, chúng tôi có chống chứ, chúng tôi hàng năm tới đây chống chứ, chống nhưng mà họ làm họ không làm đâu, nhưng mà chúng tôi hàng năm tới 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 đây chống. Nhưng mà cái mà chúng tôi muốn nói là nếu mà họ tổ chức ở đâu á thì chúng tôi cũng không 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 phiền, nhưng mà họ tổ chức ngay cái vùng Bel Air là Little Sài Gòn á, thời xưa thì chưa có cái mốt mà bây giờ đã có rồi. Bây giờ chúng tôi cái khu mà Little Sài Gòn đã có mấy cái đường đường cái cột đường đó đều có cái bảng là Walk up on the Little Sài Gòn, thì có cái mấy cái mốt đó rồi. Thì lý do tại sao mà chúng tôi được cái bảng đó là tại vì những cái người cái doanh cái khu thương mại đó
ở cái trường đấy toàn là Việt Nam không, phần đông là Việt Nam, cho nên mình nói majority rule đó, phần đông là Việt Nam muốn cái đó không. Cho nên là bây giờ đó, nếu mà cái chỗ nào mà có cái cột đó đó, có lá cờ vàng ba sọc đỏ đó, là cái khu đấy là khu Việt Nam của chúng ta, cái khu mà chúng tôi gọi là communist free zone đó, không có communist, không có cộng sản, không cộng sản. Nếu mà họ ở, họ tổ chức cộng sản á, nếu mà cộng sản nó tổ chức bất cứ cái gì trong cái liên lên Sài Gòn là chúng tôi đều chống hết. Mà nếu mà chúng tôi biết là chúng tôi chống chống ngay, không? Chúng tôi biết là họ có đi ăn, đi uống ở cái khu đó, họ có party, họ có làm việc rất là nhiều ở đó, nhưng mà họ không có tổ chức như là một cái tổ chức sự kiện đó. Họ có thể đi ăn nhà hàng riêng với gia đình của họ, cũng là help economy của cộng đồng của chúng ta, nhưng mà nếu mà họ tổ chức á, là chúng tôi chống. Tại vì chúng tôi trong đấy, nếu mà chúng tôi mà gặp cộng sản ở đâu đi nữa, đi ở downtown hay là gì nữa đấy, nếu mà chúng tôi biết là họ là cộng sản á, thì chúng tôi cũng chống ha, nếu mà chúng tôi biết ha. Nhưng mà đó, nếu mà họ ở Little Sài Gòn á, mà chúng tôi biết là cái nhiệm vụ của cộng đồng, tôi nghĩ là cái obligation, cái nhiệm vụ của cộng đồng phải đứng ra chống, cho nên bởi vậy chúng tôi mới đứng ra chống chống cái biểu tình cái ngày hôm đó. Xin hỏi một câu có thể nói là hơi tế nhị một tí, có phải chăng là cái việc mà cái khi mà tổ chức cái sự kiện ngay Little Sài Gòn thì sẽ quý vị sẽ chống một cách rất là cụ thể rõ ràng, nhưng mà nếu mà ở những nơi khác như là downtown hoặc là ở tòa tổng lãnh sự, dù là tổ chức có thể lớn hơn, nhưng quý vị sẽ có thể là sẽ không chống, hoặc là có thể là sẽ không chống một cách kịch liệt như vậy, là vì do là càng ngày cái sự gọi là chống đối nó lại càng co hẹp về cái khu vực Little Sài Gòn hay không? Thì chúng tôi cũng biết là cái liên hệ của làm ăn giữa hai nước thì lúc nào cũng phải có cái buổi họp hội với nhau, thì chúng tôi hiểu cái đó. Và đúng, chúng tôi cũng không có thể có manpower hay là có người mà đi biết là chỗ nào, nhưng mà nếu mà chúng tôi mà biết như là cộng sản mà tổ chức even downtown, nếu mà tổ chức cộng sản mà gọi là lên tiếng tổ chức và mà publicly đó, là chúng tôi cũng chống nha. Nếu mà publicly chúng tôi chống nha, còn nếu mà không á thì họ muốn làm gì họ làm. Ông Đức, khoan, trước khi ông hỏi, thưa ông Đức, theo ông nghĩ rằng là cái sự lý giải của hai vị trong cái phía biểu tình có làm cho ông cảm thấy là hợp lý hay không, và theo ông thì cái việc mà tổ chức một cái sự kiện như vậy của chính cơ quan ngoại giao Việt Nam ngay trong cộng đồng người Việt vốn là cũng còn rất là nhiều những cái cảm xúc chống cộng mạnh mẽ như vậy, thì có nên là một cái nơi tổ chức những sự kiện như thế này ngay thời điểm này hay không? Cái vấn đề là hồi nãy nó mâu thuẫn ở cái chỗ đó, là anh Trần Quốc Anh ảnh nói rằng là ảnh chống mà phải tùy chỗ, đúng không? Bây giờ tôi hỏi anh Trần Quốc Anh là anh nói rằng hãy anh Vân Đình anh nói anh thấy cái cờ đỏ ngôi sao vàng đâu là anh chống, đúng không? Anh thấy cái đó là anh chống. Thì bây giờ tôi bữa nào tôi mời anh Trần Quốc Anh kêu như là anh Vân Đình ra ngoài Port of Houston á, anh có thấy chiếc tàu, nguyên chiếc tàu không, nó bự trần dần vậy đó, đúng không? Nó mang cờ đỏ ngôi sao vàng từ Việt Nam nó chuyển hàng qua bên Mỹ này, rồi anh đi ra ngoài đó anh biểu cái chiếc tàu đó không được tới, quý vị tới là biểu tình, quý vị biểu tình được không? Cái đó là được, chúng tôi biểu tình được, nhưng mà chúng tôi không muốn biểu tình là tại nó không có hiệu quả. Bây giờ tôi hỏi anh là công ty Bamboo là một công ty tư nhân chứ không phải là Vietnam Airlines nhé. Bamboo họ sẽ có chuyến bay đi qua bên Houston, thấy không, máy bay đàng hoàng, cờ đỏ ngôi sao vàng, rồi anh ra ngoài phi trường anh chống không? Tất nhiên là không rồi. Đó, đúng, sao vì như vậy tôi mới nói anh rằng á là bây giờ có công ty VinFast họ muốn đem đi qua đây, đem tới Houston nè, ngay chỗ gần Sugarland 288 nè, họ mở một cái nhà máy nè để làm cái bình điện nhá, giống như Tesla vậy đó. Rồi anh tới đó anh chống phải không? Có chứ, cái đó là chúng tôi chống ngay. Công việc quốc chúng gia tôi muốn nói nha, chỗ nào có cờ đỏ là chúng tôi chống,
có nào chỗ nào cờ đỏ là chúng tôi chống ha. Nếu mà người ta VinFast á, mà tới Sugarland á, mà treo cái cờ của công ty VinFast không á thì chúng tôi ok, nhưng mà nếu mà có cờ đỏ là chúng tôi chống. Nhớ anh nhớ nha, cái nghị quyết cờ vàng ở CD cũng như ở Sugarland cũng có rồi, chúng tôi không đồng ý cái cờ đỏ. Ở chỗ nào có cờ đỏ là chúng tôi anh lại bắt đầu anh nói giống như là ông Hu Võ. Cái nghị quyết là gì? Anh biết rõ ràng cái nghị quyết nó không có cái nghĩa lý gì hết, nó không phải là luật. Tôi chỉ hỏi anh rằng á, là khi nó là luật á thì cái bình trạng chế tài là gì? Bây giờ ví dụ có một người nào đó họ treo cái cờ lên anh làm gì? Thì tôi đại biết thì đúng ta. Tôi đã nói là mình có quyền biểu tình, nhưng mình không có thể cấm họ được, nhưng mà mình có đúng. Quyền biểu tình. Họ muốn treo thì chúng tôi biểu tình vậy anh, thôi. Anh tại vì tôi nói anh nghe à, anh biểu tình là tại vì anh biểu tình ở cái khu vậy thôi. Chứ còn sự thật ra nếu mà anh đi vào một cái private property á là anh trespassing. Thì đúng. Đúng rồi. Thì chúng nó sẽ đụng tay liền ngay lập tức liền. Đương nhiên. Thì đây tôi nói anh nghe à, đây là một cái sự sơ sót. Ok, của những cái người của tổ chức, họ là người từ bên Việt Nam. Ok, họ không có hiểu, họ chỉ nghĩ rằng đây là một nhóm người doanh nhân, người ta là người Việt Nam, người ta đi từ bên Việt Nam qua. Tại vì chính anh đâu có biết mặt họ đâu, họ không phải là những người ở tại thành phố Houston. Và có, họ gặp gỡ ở thành phố Houston, anh lầm cái đó. Tôi biết đâu, ở đây có tôi doanh nhân Việt Nam. Trong cái đó, hãng WinFast đâu có ở trong Houston. Không, cái đó là hội đồng bảo trợ thôi. Đồng bảo không, trợ, bảo có luôn. Có luôn cái người gọi là đại diện của VinFast. Anh hiểu không? Vì vậy nên thì tôi nói đã nói nghe, tôi chống người là người chống cái tổ chức. Không, bây giờ tôi trình bày ngang ngang à. Có những người người ta ở tại đây, nhưng mà có những người người ta ở nước ngoài người ta vào đây. Có những người người ta ở bên Singapore người ta qua đây. Người ta là doanh nhân. Người ta từ Mã Lai người ta qua đây. Người ta cả một cái phái đoàn đó, chứ đâu phải một người đâu. Người ta qua đây, người ta gặp nhau. Người ta gặp nhau là tại vì người ta cùng chung trong một cái doanh nhân. Không? Người ta đi ăn. Ok, người ta trương cái bảng lên. Đây là cuộc gặp gỡ. Bỏ đi cái chuyện rằng á, tôi chỉ hỏi anh rằng, bỏ đi cái chuyện là tòa tổng lãnh sự tổ chức đi. Tại vì anh Văn Đình nó nói là anh chống, là tại vì ở trên đó nó có cái chữ tổng lãnh sự. Bây giờ cái đó, đó. Thưa ông Đức Đầu Bạc, cái đó cũng chính là cái câu hỏi tôi tính hỏi hai vị vừa rồi. Như là cái flyer mà ông Vân Đình nãy giờ đưa lên, ông có thể đưa lên lại không ạ? Cảm ơn ông. Nào, bây giờ thì ông có thể gấp cái phần mà gọi là phần trên, ngay trên cái phần, ngay cái trên cái phần bản đồ đó, không? Ông gấp mỗi cái phần mà phần trên cái bản đồ mà thôi. Ông gấp bỏ cái phần phía trên mà có lá bỏ cờ đỏ sao vàng. Bỏ cái cờ đi. Ông chỉ gấp tới cái phần đầu của cái bản đồ thôi đó. Đúng rồi. Ông gấp lại cái phần đó dùm. Không phải nửa dưới đó. Ông gấp rồi, cái phần trên nữa. Bỏ cái lá cờ đi, không bỏ cái lá ngược, cờ. Ngược đi. Lại, ngược lại. Đó, ngược lại. Ông cho mở ra hết. Ông cho mở ra hết. Mở xong ra rồi hết sau đi. Đó, sau đó ông gấp bỏ cái phần phía trên cùng ở trên mà có cái phần lá cờ đó. Còn từ cái bản đồ, từ đầu cái bản đồ trở xuống thì hiện ra. Không, cái đó là nửa bản chỉ đồ gấp rồi. Cái lá cờ anh Vân Đình chỉ đấy, gấp cái lá cờ thôi. Đó, đó. Mình muốn làm vậy cho ông các ông hình dung dễ dàng nhé. Nếu mà cái flyer của ban tổ chức đưa ra là như thế thì hai vị có tổ chức biểu tình ngày hôm qua hay không ạ? Tôi có biểu tình. Tôi nếu mà có thể thấy là giữa hai vị là có hai câu trả lời khác nhau rồi đó. Không, tôi không, thì tôi là chủ tịch cộng đồng. Vậy thì xin cho tôi hỏi từng người một. Tôi thế là thì chủ tịch cộng đồng. Xin cho ông cố vấn nói trước ạ. Ông cố vấn, ông Vân Đình, tại sao ông không? Nếu tôi thấy, đây nè, nếu tôi thấy hội tụ doanh nhân Việt Nam và trân trọng mời và không có cái ban tổ chức là cộng sản thì tôi ok, tôi không chống. Tôi không chống. Rõ ràng. Rõ ràng, không có cái gì dính vô cộng sản đó. Không thấy chữ nào là cộng sản đó. Cảm ơn ông Vân Đình. Thế thì đó là cái ý kiến của ông cố vấn. Còn ông chủ tịch.
Cộng đồng chúng ta là cộng đồng chống cộng, chỗ nào mà có cộng á, cộng sản là chúng tôi chống. Cho nên nếu mà có tòa lãnh sự cộng sản hay là có cộng sản, cái thời xưa có một mấy người mà đi thăm thành phố, thị trưởng chụp hình với thành phố, mà cộng đồng chúng tôi cũng 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 cũng, cũng, cũng muốn chúng tôi đi biểu tình, rồi chúng tôi cũng lên thành phố, cũng nói với thị trưởng, cũng nói với nghị viên này, cộng đồng chúng ta không muốn các nghị viên, các thị trưởng làm việc chung với cộng sản. Đó là ý ý muốn của cộng đồng chúng ta, không? Cho nên cộng đồng chúng ta chỗ nào có cộng sản là chúng ta chống. Nhưng mà chống có effective, có hiệu quả hay là không á, thì cái đấy là quyết định của chúng ta. Nếu mà chúng ta mà thấy như là tòa đại sư, tòa lãnh sứ của cộng sản làm cái chỗ nào đó mà mình thấy mình không thích, nhưng mà mình biểu tình cũng không có hiệu quả gì thì mình cũng không biểu tình. Dạ Nhưng dạ mà cái khoan khoan, chỗ nào mà cái có vấn hiệu đề quả thì mình biểu tình, cái vấn nhưng đề mà mình chỗ nào có cộng sản là chỗ đấy cộng đồng biểu tình. đồng ý, tức là ông nói rằng là chỗ nào có thì có biểu tình nhưng mà cũng còn tùy theo chỗ nào có hiệu quả hay không nữa. Nhưng mà một lần Đúng. nữa, ông Văn Đình đưa lên cái flyer đó thì sẽ là thấy là cái phần mà gọi là cái phần chính quyền thì nó không còn nữa. Thì ông chống ông Trần Quốc Anh chống gì ở ở trong cái phần còn lại của cái flyer ạ? À? Thì nếu mà cái không phải là tòa lãnh sự Mỹ, tòa lãnh sự cộng sản là mời á, thì không có cái chữ đó đó thì chúng tôi không chống. Nhưng mà cái này, cái tổ chức này, cái ban tổ chức này là của cộng sản, cho nên chúng tôi biết chắc là có cộng sản. Như anh nói, nếu mà không có đại sứ hay là không có người, nhưng mà cũng có cộng sản ở trong đó. Cho nên là chúng tôi chống, mà chúng tôi muốn chống không phải là chống những cái người đó. Chúng tôi nhấn mạnh là chúng tôi không có muốn cộng sản ở trong cái khu Little Sài Gòn. Mà cái người mấy người người này 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 coi là thách thức đó, thách thức cộng đồng mình đó. Cho nên là chúng tôi đành phải làm mạnh như cái ngày vừa rồi. Như vậy nếu tôi không đánh giá không lầm thì ít nhất là trong các vị thì cũng có những người có cái quan điểm quyết liệt hơn và những người có cái quan điểm ôn hòa hơn. Điều đó cũng là bình thường trong cái sinh hoạt của một tổ chức. Do vậy tổ chức mới có nhiều người khác nhau là như vậy. Như vậy thì thêm một lần nữa ông Trần Quốc Anh có nói rằng là chỗ nào chống mà có cộng sản là ông chống. Nhưng mà những cái chỗ nào cũng có cộng sản nhưng mà chống mà không có hiệu quả thì thôi cũng không chống làm gì. Thế thì nếu trong tương lai, cái này mình chỉ đặt giả sử thôi, tại vì trước đây thì cũng đã có chống rất nhiều ở trước tòa tổng lãnh sự khi mới, theo tôi còn nhớ là mới được thành lập đó, thì là chống rất nhiều. Rồi sau đó không, các vị không thấy hiệu quả nữa cho nên không còn chống nữa. Vậy thì nếu giả sử ngay trong cái khu vực người Việt mà chống sau này cũng không còn hiệu quả nữa thì quý vị sẽ lại bỏ luôn hay sao? Thì vậy này, nếu mà đồng hương của Việt Nam của chúng ta không quan tâm nữa, ok, nên nếu mà Quốc Anh mà muốn đi biểu tình nữa, Quốc Anh đi biểu tình một mình thì cũng không có hiệu quả gì, đúng không? Nhưng mà nếu mà Quốc Anh mà tổ chức mà rất là nhiều người quan tâm cùng biểu tình của Quốc Anh á, là Quốc Anh thấy hiệu quả, cho nên Quốc Anh sẽ tổ chức cho đến khi nào đó mà không có ai theo Quốc Anh nữa thì Quốc Anh sẽ không biểu tình. Như là đại sứ của cộng sản đi, mình cũng biểu tình rất là nhiều lúc đầu, nhưng mà lúc sau mình nói ok, nó không có hiệu quả, thôi một năm mình làm một lần thôi để nhắc nhở họ thôi, chứ mình ở hoài mình cũng không có nhân lực. Cho nên nhưng mà chừng nào mà mình có nhân lực và có sự ước muốn của cộng đồng chúng ta đó, nếu mà cộng đồng chúng ta muốn, cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta muốn cái gì đó thì Quốc An sẽ làm cái đó. Tôi xin hỏi thêm câu kế tiếp. Như vậy thì lại một lần nữa là giả sử, mà tôi không hy vọng là cái việc này là giống như là vẽ đường cho hươu chạy. Nếu trong tương lai, ngày hôm nay, ngày hôm qua đã biểu tình gọi là như các vị ghi nhận chắc cũng phải cỡ khoảng 100 người. Nếu tiếp tục trong những ngày tới, những ngày tháng tới, lại có những buổi họp mặt như vậy, hội tụ doanh nhân như vậy, mà nếu gọi là không có cần cái phần ở trên, tức là phần tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở Houston tổ chức, cũng như là không có cái phần lá cờ đỏ sao vàng mà chỉ có lá cờ Mỹ mà thôi, và lại tiếp tục tổ chức cũng bằng ấy nhân sự, cũng tổ chức ngay cái nhà hàng đó hay là những cái nhà hàng kế cạnh,
với cái tần suất đều hơn mỗi tuần hay mỗi tháng, tại vì thực ra mà nói khu đó nó cũng rất là tiện lợi cho các doanh nhân, họ tới họ ăn uống rồi họ giao lưu với nhau, thì quý vị sẽ như thế nào? Tại vì vừa thì rồi các vị sẽ... nói rằng là sẽ không chống nếu mà không có những cái biểu tượng đó. Đúng. Chúng tôi sẽ không chống. Chúng tôi sẽ không chống. Tại chúng tôi biết cái vùng Bel Air đấy cũng có doanh nhân, cũng có investment của Việt Nam mang qua, tôi biết chắc là có. Nhưng mà họ làm âm thầm, tại vì họ respect, họ respect cái cộng đồng của chúng ta. Cho nên họ âm thầm, họ vẫn làm việc, họ vẫn phục vụ cộng đồng mình, nhưng mà họ respect cái mong ước của cộng đồng chúng ta, cái ước muốn của cộng đồng chúng ta, cho nên mình ok. Nhưng mà nếu mà họ lại là cộng đồng chúng ta muốn không cộng sản mà họ lại treo cờ đỏ, hay là họ có mời cộng sản tới là speaker hay là gì đó, chỗ nào có cộng sản là chúng tôi chống. Như vậy có thể thấy rằng mà có cộng sản ở trong vùng Bel Air, ở trong Little Sài Gòn là tôi bảo đảm rất là nhiều người muốn chống. Như vậy có thể nói rằng là cái ranh giới chống hay không chống nằm ở ngay cái chỗ là do Tổng lãnh sự quán tổ chức và có cái hình ảnh của cờ đỏ sao vàng. Đúng vậy. Vâng. Đúng vậy. Đúng. Ông Đức có ý kiến gì thêm về cái này trước khi tôi có một câu hỏi khác ạ? Cái điều đó rất là mâu thuẫn. Tại vì là ông là Trần Quốc Anh đó là chưa học đủ. Người ta thường người ta hay có câu rằng đó là treo đầu heo rồi đó, bán thịt chó. Thấy không? Ông thứ nhất ông nói rõ hơn biết được là người ta là cộng sản. Thấy không? Để ông chống. Thì đó chính là sau cái mà họ sau năm 1975 á. Thấy không? Và trước khi năm 1975, phụ tá của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một người cộng sản. Thấy không? Thì biết bao nhiêu là câu chuyện. Vì vậy nên ông Trần Quốc Anh, ông cái lập trường của ông nó không vững. Xin cái đó hơi xa, để tôi xin hỏi không, tiếp câu hỏi. Tại vì mình phải đi vào. Tại vì ông nói là ông chống là vậy thì tất cả cái mặt hàng made in Việt Nam, tức là nó đi từ nước Việt Nam nó tới, thì ông phải chống chứ. Tại vì ông chống cờ đỏ ngôi sao vàng. Ok, tôi hỏi ông Việt nếu Nam, mà chống cái đó có hiệu quả không? Thì có hiệu quả không? Ông nói là ông chống. Tất nhiên là không có hiệu quả, không có hiệu quả mình chống làm cái gì? Đúng không? Mình chống, mình làm cái gì cũng phải có hiệu quả mình mới làm. Cái chống của ông á là có sự lựa chọn đúng không? Có sự lựa chọn đúng không? Đúng, đúng. Ông chống là có sự lựa chọn đúng không? Ok, thì có quyền lợi, có quyền lợi mình mới chống, đúng không? Tức là ông làm việc, không có quyền lợi mình chống làm gì? Ông làm việc không có lý tưởng, ông làm việc là chỉ có quyền lợi mà thôi. Nếu đúng, tôi làm lợi, việc là gọi là reality đó. Chứ đừng có mơ mộng nhiều quá. Cái sự thật là như vậy, mình muốn chống. Nhưng mà nếu mà chống không có hiệu quả, mình chống làm cái gì? Đó là cái đường lối của tôi đi. Vậy thì bây giờ, 40, từ năm 1975 tới giờ này là 47 năm rồi. Biết bao nhiêu thế hệ đã chống nhà nước. Nó đâu có hiệu quả đâu. 47 năm rồi, gần nửa đời người rồi. Không có hiệu quả. Vậy tại sao Trần Quốc Anh vẫn còn tiếp tục chống? Như ông cái đấy nói có hiệu quả chứ. Anh nói sai rồi. Cái đấy là sai. Có hiệu quả chứ. Mình lúc nào cũng phải nuôi cái nguồn lên lửa đó. Tuy là mình có rất là ít hy vọng, nhưng mà mình lúc nào cũng phải chăm cho chân quyền cho Việt Nam rồi. Lúc nào cũng vậy, mình làm biểu tình cái này là cho những người Việt Nam. Bên này mình đầy đủ rồi, bên này mình có tự do và mọi thứ rồi. Nhưng mà mình làm mấy cái này, kính thưa quý vị, là những người mà ở Việt Nam mà không được biểu tình, không được nâng tiếng nói. Mình fight this for bây Việt Nam, chứ không phải cho đó, mình. Người diệt cái miếng cơm á, bây giờ tôi hỏi ông Trần Quốc Anh, cái miếng cơm của những người ở bên Việt Nam á là do những cái công ty sản xuất đồ ra, những người công nhân á ở bên Việt Nam họ sản xuất đồ ra để gửi qua bên Mỹ bán, phải không? Những công ty bên Mỹ nhập hàng của Việt Nam. Bây giờ ông chống Việt Nam, ông chống miếng cơm
không có không có của chống. Những người không, ở không, tại Việt Nam không không chống cái đó, không giống anh nói cái đó quá lớn, anh nói cái đâu cái mới. Tầm đó, cái câu chuyện nó ông quá Trần lớn. Quốc Anh vừa mới nói rằng là ông chống doanh nhân, mà doanh nhân á mà ở Việt Nam á hợp tác với cộng sản đó thì ông chống. Không có. Thì tôi nói anh Trần Quốc Anh rằng tất cả những cái công ty ở tại Việt Nam, vậy là anh Trần Quốc Anh nói vậy công ty nào là cộng sản và công ty nào không cộng sản. Thì bởi vậy mấy anh cho nên cứ gom everything lại together. Không có phải như là có người nói là ở Việt Nam ai cũng là cộng sản ấy. Cái này không đúng. Những cái công ty nào mà không có involve, tức là không có investment của cộng sản đó, là chúng tôi support, là đấy, đấy những người đấy là cũng còn là con cháu của người Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà mấy cái công ty nào mà có khẩu phần của đảng á, tất nhiên là VinFast đó, tôi nghe nói là cũng là government owned. Nếu mà là government owned là chúng tôi biểu tình, nhưng mà nếu mà private company á, private thì chúng tôi không biểu tình. Cái đấy là khác nhá, cái đấy là rất là khác. Những người mà làm quần áo cho mình á, Nike đó đâu có phải là cộng sản đâu, không, Nike làm xu Việt Nam đâu có phải cộng sản đâu, họ có hãng xưởng ở đấy, những người Việt Nam làm ở đấy là có công ăn việc làm cho người Nam Việt Nam ở đấy. Cho nên bên này mình mua Nike, mua những cái đồ đó là mình support những cái người đó chứ không phải support cộng sản. Cái đấy cho nên hai cái khác nhau nhá. Tất cả những cái người ở Việt Nam không phải là cộng nãy giờ, sản. Nãy giờ chúng cái ta câu hỏi biểu tôi tình là làm sao? Là vì những cái người làm ở Việt sao Nam. Trần Quốc Anh, làm sao anh Trần Quốc Anh biết được là cái công ty này là cộng sản mà cái công ty này không cộng sản? Thì nếu mà Quốc Anh biết thì Quốc Anh chống, còn nếu mà Quốc Anh không biết thì Quốc Anh không chống. À tức là anh không biết thì thôi. Còn nếu anh biết á, thì anh sẽ chống, đúng không? Đúng, đúng. À, cái câu như hỏi vậy này... thì như vậy thì với cái đó thì tôi xin tiếp tục với câu hỏi nãy giờ chờ đợi, đó là có lẽ là cái việc mà biết được cái công ty nào mà của nhà nước hay không thì mới chống. Thì cũng có những công ty rất là rõ ràng, rõ rệt là của chính quyền. Thí dụ như là Viettel là một cái công ty truyền thông của quân đội, hoặc là VTV là một công ty truyền thông của nhà nước Việt Nam, vân vân. Còn có những công ty khác thì với cái thông tin ở bên ngoài này thì khó mà có thể xác định được. Nhưng mà như hồi nãy các anh dường như là vẽ cái lằn ranh là có hay không có cái lá cờ đỏ sao vàng. Đúng. Thế thì tôi muốn đặt ra câu hỏi rất cụ thể về vấn đề đó. Cờ đỏ sao vàng thì đối với một số người khác, nhất là ở người ở Việt Nam, thì họ nói cờ đỏ sao vàng nó là cờ Việt Nam. Đối với lại ít nhất là những người mà chưa bao giờ biết tới lá cờ vàng ba sọc đỏ. Trên rất nhiều những cái sản phẩm cũng như là những nhiều công ty, lá cờ sọc đỏ sao vàng nó dính chặt vào đó. Thí dụ như là có lẽ là các vị cũng vào trong chợ thì cũng sẽ có những cái sản phẩm sản xuất từ Việt Nam qua đây đó, nó cũng có cái lá cờ đỏ sao vàng. Hoặc là một cách cụ thể như ông Đức Đầu Bạc nãy giờ cũng có nhắc tới vài lần, đó là cái vấn đề cái công ty, cái hãng máy bay Việt Nam Airways, cái Bamboo Airways là một trong những hãng máy bay theo ghi nhận bên ngoài là công ty tư nhân đang cạnh tranh với Việt Nam Airlines để tạo ra những cái đường bay thẳng qua Hoa Kỳ. Thì và quý vị nghĩ sao về một cái đường bay thẳng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ, nó sẽ có lợi hay không có lợi cho cộng đồng người Việt ở Houston? Và nếu có lợi thì cái đuôi máy bay chắc chắn thế nào cũng có lá cờ đỏ sao vàng, thì các vị sẽ chống hay không nếu họ đậu ở phi trường, hoặc là thậm chí hơn nữa, gần hơn nữa, họ sẽ tham gia vào những cái buổi hội ngộ doanh nhân trong tương lai ngay khu vực Lido Đô Sài Gòn. Xin hy vọng là câu nó không quá gọi là tế nhị ạ. Cho tôi xin trả lời. Trước hết là tôi thấy anh Vũ Quốc Lân và anh Đức Đầu Bạc con đưa cái vấn đề nó ra nó to lớn quá. Bổn phận của cái người thực hành của cộng đồng, điều hành cộng đồng thì nó nhỏ bé lắm. Sự thật ra như vậy, một cái khu vực của thành phố Houston nó rất là nhỏ bé. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc biểu tình hôm qua đó nó cũng nằm ở trong cái phạm vi nhỏ bé mà thôi. Chứ còn mấy anh đưa đến phi trường rồi đến đường bay rồi này kia thì tôi xin trả lời là đó là những cái lợi tức của người dân.
những cái lợi ích của người dân thì chúng tôi đâu có chống. Thành ra chúng ta nên gom lại những cái phần nhỏ bé mà thôi. Ở đây á, cộng đồng chỉ có một cái phần nhỏ bé của cộng đồng mà thôi, chứ chúng tôi không có nói tới quốc gia, tình hình của quốc gia của hai nước, họ hoạt động, họ buôn bán, họ thương mại với nhau, đó là việc của họ rồi, việc lớn, anh thấy không, việc lớn chứ không phải là cái việc của chúng tôi. Đó là chúng tôi xin thưa, chúng tôi chỉ chống ở cái phạm vi nhỏ hẹp mà thôi, chứ không phải là chúng tôi đi cái gì cũng đi biểu tình, cái gì cũng đi chống, thì lấy người đâu mà đi, người còn phải đi làm, còn phải công ăn việc làm của mỗi người. Thành ra đâu có phải là như vậy. Nhưng mà nói chung ra đó là vì cộng, là vì cái tòa lãnh sự họ ngang nhiên họ làm một cái thư mời nó quá lộ liễu đến cái khu vực của người Việt Nam mà người quốc gia họ ở đó. Thành ra ở đó cho nên chúng tôi đi chống mà thôi, chứ còn anh đưa ra cái vấn đề nó rộng lớn quá thì tôi e rằng chúng tôi không thể nào mà trả lời hết về cái cách tổng quát được. Ông Trần Quốc Anh ạ. Dạ, cái lập trường của Việt Nam, cái lập trường của cộng đồng người Việt Nam của chúng ta là chống, chống, chỗ nào cũng chống hết, có thấy lá cờ đỏ là chống. Dù là VinFast mà nó mở công ty ngay Sugarland đi mà nó có lá cờ vàng cờ đỏ sao vàng đấy, chúng tôi sẽ chống ha. Nếu mà nó có hiệu quả, tất nhiên là nếu mà cộng đồng chúng ta có nhân sự, nếu mà cộng đồng chúng ta muốn làm thì Quốc Anh có nhiệm vụ phải chống nào. Nhưng mà nếu mà bởi vậy Quốc Anh mới nói là cái lập trường của chúng ta là chống, nhưng mà mình có nhân sự hay là không, có reality có tốt hay là không. À, cho nên là chúng tôi khi mà mình ra chiến trường, mình đi ra chiến trường vậy, mình cũng phải lựa, mình đâu có nhiều quân đâu, mình cũng phải lựa chỗ nào mình đánh mà phải đông phải mạnh cho nó thắng, chứ mình mà rải quân ra mọi khắp nơi thì đánh đâu có thắng, đâu có hiệu quả gì. Thì cộng đồng cũng chúng ta cũng vậy, như là một đại đội đi, hay là sư đoàn đi, nếu mà thành phố rất là lớn, nếu mà mai này cộng sản nó quá nhiều rồi á, thì cộng sản cũng cộng đồng chúng ta không làm gì được. Nhưng mà còn nhân sự, còn sự mong muốn, còn sự cộng đồng chúng ta còn muốn chống, thì cái nhiệm vụ của cái người lãnh đạo cộng đồng đó là phải chống. Như vậy thì như là ông Vân Đình nói là không nên nói quá, không cần nói những cái chuyện quá xa to lớn, chỉ nói chuyện của cộng đồng ở trong cộng đồng mà thôi đó. Thì tôi có một cái câu khác như thế này. Tôi đã từng có tham dự một cái buổi tương tự như vậy, một tổng lãnh sự ở một tổng lãnh sự gọi là tân tổng lãnh sự của San Francisco ở California, không phải là ở Houston. Qua nhận nhiệm vụ thì thường thì họ có cái thủ tục là họ sẽ tổ chức một cái buổi tiệc nào đó để mà gặp gỡ các nhân sự hoặc là cộng đồng doanh nhân mới. Thường thì họ tổ chức ở San Francisco, nơi gần cái tòa tổng lãnh sự. Nhưng có một lần thì họ đã mạnh dạn tổ chức ngay tại vùng Los Angeles và đã gặp phải một cái sự biểu tình rất mạnh ở ngoài. Tôi thì đã có ghi nhận cái sự biểu tình bên ngoài cũng như bên trong. Thì khi vào trong tôi thấy cái tình trạng như thế này. Nói chuyện với một số doanh nhân gốc Việt thì họ có một số vào. Bàn ghế thì cũng gọi là sẽ bị trống rất nhiều. Giống như là tình trạng ông Trần Quốc Anh vừa nói về cái bữa tiệc hôm qua đó, là cả trăm người nhưng mà có 10 bàn đó, chỉ còn có 2 bàn thôi đó. Thì cái tình trạng tôi ghi nhận trong cái buổi tiệc đó, đó là họ, các doanh nhân gốc Việt họ cho biết là có nhiều người tính đi tới mà thấy biểu tình nhiều quá, họ ngại họ đi luôn, không vào nữa. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó cũng có là khá là nhiều các doanh nhân gốc Hoa, họ không ngại, họ thấy biểu tình rồi họ thấy cờ rồi họ thấy chữ thì họ cũng chả ngại, họ vào. Thì cái hôm đó thì rất nhiều doanh nhân gốc Hoa mà chỉ có một số doanh nhân gốc Việt tham gia thôi. Nó đưa tới cái tình trạng là chính vì cái việc biểu tình mà các doanh nhân gốc Việt trong cộng đồng Việt né những cái buổi tiệc như vậy. Còn doanh nhân gốc Hoa thì không né. Mà các anh có lẽ là làm việc, các ông có lẽ làm việc trong trong cái vấn đề mà làm ăn hoặc là networking thì cũng hiểu rồi đó. Khi mà họ network á, thì họ có nhiều cái cơ hội để mà bắt những cái mối làm ăn đối với lại chính quyền Việt Nam, hoặc là những cái mối làm ăn với lại những cái doanh nhân gốc Việt bên Việt Nam
hơn. Như vậy thì cái câu hỏi được đặt ra sau khi tôi trình bày một cái hơi vòng vòng, hy vọng là tôi diễn tả được vấn đề, là có phải chăng là cái việc mà chống cộng một cách rất quyết liệt của cộng đồng người Việt đã tước đi những cái cơ hội làm ăn của doanh nhân trong cộng đồng Việt mà giao đó cho cái các doanh nhân trong cộng đồng gốc Hoa vốn cũng sống cũng ngay những cái khu vực tương tự như vậy, thì có phải là như vậy thì chính người Việt biểu tình làm mất đi cơ hội của người Việt hay không? Xin hai vị cho ý kiến. Vâng, cô anh chị anh Bình nói trước đi. Vâng, tôi thấy rằng nói thế này nè, tôi đồng ý là cái cơ hội làm ăn của người Việt bị thua thiệt, nhưng mà tôi tin rằng người Việt họ không có đến cái mức độ mà để thua thiệt như vậy đâu. Cũng như chúng tôi nói, nếu mà không để cho người cộng sản họ đứng ra họ tổ chức thì hoàn toàn họ muốn làm gì họ làm, thì cái cơ hội đó thì họ có thể chuyển qua cái cơ hội khác thôi. Họ không có để cho người cộng sản đứng ra tổ chức nữa, họ không để cho tổng lãnh sự tổ chức nữa, hoặc là họ để trên một cái hình thức nào đó nó kín đáo hơn, thì cơ hội đó vẫn lọt vào người Việt Nam thôi. Chứ bảo rằng thua thiệt của người Việt Nam thì tôi nghĩ là không có đúng lắm. Xác định như vậy, tôi nghĩ là như vậy. Mặc dầu ở bên ngoài có một cuộc biểu tình rất là rần rộ, nhưng mà cái đó là thuộc về địa phương của Los Angeles. Nhưng mà nếu mà ở đây thì trước hết là chúng tôi có thể gọi đến chủ nhà thương lượng trước, nói với họ anh nên tổ chức làm sao, đừng có để cho cộng đồng họ thấy rằng cái sự việc của nhà hàng tổ chức như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhà hàng của anh, là đại khái như vậy. Thì chúng tôi nói chuyện với họ, thì nếu mà họ nghe thì họ tránh đi. Song song với cái thư mời này, chúng tôi cũng có nghe ở bên Ocean Ballast họ cũng có mời một số doanh nhân, nhưng mà họ đã cancel. Thì đó, họ đã bỏ cái buổi họp đó. Thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là tốt đẹp, nếu mà mọi người khéo léo giải quyết với nhau, nói chuyện với nhau thì nó rất là tốt đẹp, chứ không đến nỗi nào. Thường thường là khi mà trước khi cuộc biểu tình là có một sự thương lượng trước, có một sự trao đổi trước, chứ không phải là chúng tôi kéo nhau đến rần rộ biểu tình rồi xua la hét này kia, không phải vậy. Mà chúng tôi đều có một sự thương lượng, nói chuyện với chủ nhân trước, coi cái người chủ nhân nó họ có cái thái độ như thế nào. Chúng tôi cũng trình bày là cái lập trường của cộng đồng ở đây, của người Việt ở đây, họ không thích như vậy thì anh nên làm ăn, cái chỗ làm ăn của anh thì anh nên thu vén làm sao để cho nó gọn gàng, nó đừng có lộ liễu, nó đừng có xảy ra những cái sự kiện mà nó quá lộ liễu như vậy. Đây là cái sự lộ liễu rõ ràng, một cái thư mời của tòa tổng lãnh sự thì nó quá lộ liễu. Cái đó bắt buộc là cộng đồng người Việt họ đứng lên, họ chúng tôi kêu gọi, mà nếu không có ai biểu tình thì dĩ nhiên là đâu có biểu tình. Mà chúng tôi kêu gọi mà mọi người đều rần rộ ủng hộ, mọi cơ quan truyền thông đều ủng hộ, thì dĩ nhiên là cái điều đó là thất thoát từ cái nhà hàng đó thôi. Chứ không phải là chúng tôi muốn làm những cái điều này đâu. Trước khi ông Trần Quốc Anh trả lời cái phần đó, thì tôi ngay khi ông nói về vấn đề nhà hàng, tôi cũng đặt luôn cái, tôi muốn đưa vào cái ý này luôn đó. Tức là ngay cái chuyện mà cái bữa tiệc đó sẽ được book ở cái nhà hàng nào đó, thì về cái việc mà nội các nhà hàng e dè, các nhà hàng Việt e dè không dám nhận những cái bữa tiệc như vậy, mà nó sẽ chuyển sang những nhà hàng gốc Hoa hoặc là những nhà hàng Mỹ, thì đó đã là mất cái gọi là một cái mối làm ăn cho một cái nhà hàng gốc Việt vì cái việc biểu tình, sợ việc biểu tình rồi đó. Thì xin mời ông Trần Quốc Anh ạ. Vâng, đúng, chúng tôi biết sẽ có người lỗ lãi hay là mất đi cái cơ hội làm ăn với cộng sản, chúng tôi biết cái đó. Và nếu mà họ nằm trong vùng Sài Gòn á, họ biết là cộng đồng majority đó, cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta đó, là không có muốn cộng sản đó. Nếu mà họ tế nhị về cộng đồng Việt Nam á, thì họ sẽ không book với cộng sản. Tuy rằng họ lỗ, nhưng mà trong tương lai đó thì tại majority phần đông là những người ăn ở đó là những người Việt, người Việt quốc gia.
cộng sản nó cũng ăn ở đấy hoài. Chúng tôi biết là cộng sản nó tới đây nó ăn hoài tại cái khu Little Sài Gòn là chỗ chỗ bán đồ ăn ngon nhất ở Việt Nam mà, cho nên cộng sản là chỗ nào họ cũng tới họ ăn hết. Về về cái việc mà làm ăn như là anh vừa nói là người ta tổ chức ở Los Angeles thì cần cộng đồng không ke ở ở gần cộng đồng Việt Nam thì cộng đồng biểu tình đúng, nếu mà họ tế nhị đó, họ tế nhị họ biết đó, họ tế nhị họ tổ chức chỗ nào đó, họ tế nhị họ làm âm thầm đó, thì họ làm được. Tôi biết là ở Houston như là tôi nói đó, anh Đức và bà cũng biết Houston này cộng sản nó qua đây nó làm ăn rất là nhiều mà nó cũng tổ chức rất là nhiều, nhưng mà họ tế nhị họ biết là nếu mà cộng đồng mình biết đó, họ tổ chức đó, là cộng đồng của chúng ta sẽ biểu tình, cho nên họ tế nhị họ làm rất âm thầm. Thì những cái người mà làm ăn, những doanh nhân ở Việt Nam người người Việt đó mà muốn làm ăn với cộng sản đó, thì cộng sản tổ chức ở chỗ nào đó thì họ có thể là làm việc với họ, nhưng mà phải tế nhị, đừng có như là cái lần này họ họ là trắng trợn họ khinh thửa, họ khinh cái cộng đồng của mình, họ tổ chức cái đâu cái đó đó, kính thưa quý vị, cái đó là chúng tôi không chấp nhận, không làm ở chỗ khác mà tế nhị chúng tôi thì chúng tôi tế nhị, tại chúng tôi không biết thì chúng tôi tế nhị, chúng tôi để yên. Còn nếu mà làm quá thì chúng tôi phải react. Hiểu, tôi rất hiểu ý ông. Như vậy thì có thể nói rằng là cuối cùng nó lại quay vào cái chữ tế nhị, tức là nếu mà gọi là không bị lộ liễu quá, cũng bằng ấy nhân sự, cũng bằng ấy nội dung, cũng bằng ấy cái buổi tiệc, nhưng mà nếu tế nhị không để một cách lộ liễu thì sẽ không bị chống. Như vậy thì có phải chăng là cái việc mà biểu tình phản đối đó nó mang tính gọi là giữ mặt mũi hơn là có cái sự thực chất chống lại một cái chế độ, một cái chính phủ hay không, mà nó bây giờ cái nhu cầu hoặc là cái hiệu quả của nó chỉ là để chống lại những cái điều mà quá bất tế nhị đối với lại những người dân trong cái khu vực Little Sài Gòn, khu vực cộng đồng người Việt hay không? Tôi xin thưa với anh, tôi xin thưa với anh Vũ Hoàng Lân là cái lập trường của chúng tôi lúc nào cũng giữ vững lập trường và đường lối là chúng tôi không có hòa hợp hòa giải với cộng sản và không có trao đổi cái gì với cộng sản hết. Còn đó là cá nhân lập trường, còn nếu mà cộng đồng mà họ họ đồng lòng với chúng tôi hoặc là họ 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 phủ nhận những cái điều mà lập trường của chúng tôi thì chúng tôi chịu thôi. Tại vì cái nói về cái lĩnh vực của người cộng sản họ quá rộng lớn, họ rộng lớn lắm, họ hoạt động rất là rộng lớn. Thành ra chúng tôi chỉ nói cái lập trường cá nhân, lập trường của cộng đồng là phải chống cộng. Chúng tôi lúc nào cũng chống cộng là vì cuộc đời của tôi sinh ra và lớn lên trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đứng dưới lá cờ Việt Nam Cộng Hòa đã bao nhiêu năm rồi. Biết cả suốt một cuộc đời của tuổi trẻ đã hy sinh cho đất nước, thành ra chúng tôi chỉ tôn trọng cái lá cờ đó mà thôi. Đó là nói về về cái lĩnh vực mà bản thân của chúng tôi cũng như phía bên kia họ cũng có quyền tôn trọng lá cờ của họ, họ cũng có quyền họ tại vì họ đã hy sinh cái lá cờ của họ, họ có quyền tôn trọng. Còn chúng tôi bản thân chúng tôi là chúng tôi phải có lập trường như vậy, là lập trường của chúng tôi là như vậy. Cho anh Vũ Hoàng Lân cho phép tôi được hỏi anh gọi là Trần Quốc Anh một câu. Anh Trần Quốc Anh chắc biết rằng á cái chuyện này nó có liên hệ tới cái chuyện chúng ta đang gọi là tranh cãi đây, là chúng ta mất một cái ghế nghị viên kỳ vừa rồi nhá. Mà cái điều rất là rõ ràng là gọi là bao nhiêu năm chúng ta có một người nghị viên người Việt ở trong cái khu vực mà đường Bel Air, tức là khu vực F đúng không, chúng ta có ba người nghị viên, ba người nghị viên chứ không phải một người nghị viên, và cuối cùng chúng ta mất đi cái chức nghị viên đó vào tay của một người Mỹ, đó là cô Tiffany Thomas. Ok, mà cái quan trọng nhất đó là cái bảng tên đường, Cái thưa ông Đức cái Đầu bảng Bạc, tên đường, nếu mà cái cái bảng vấn tên đề đường á. đó Không, cho phép tôi cái vấn đề đó nó có liên quan hay không thưa ông, thì chúng ta cái có vấn đề liên này quan. nó cũng anh khá anh là cho phép dài rồi. tôi anh cho phép tôi hỏi cái vấn đề
Vậy thì anh Trần Quốc Anh có đặt cái quyền lợi, đây là quyền lợi, tôi nói đây là quyền lợi, tại vì mình chống, mình anh Trần Quốc Anh nói là nếu mà cộng đồng, tất cả cộng đồng chúng ta mà không đồng ý đi biểu tình nữa đó, thì anh Trần Quốc Anh sẽ không đi biểu tình, đúng không? Phải anh Trần Quốc Anh nói đúng. Câu đó không? Anh Văn Đình có hiệu quả đúng. Đúng. Nếu mà đúng. Tất cả cộng đồng của chúng ta gọi là không không muốn biểu tình nữa, thì anh sẽ không đi biểu tình. Đúng. Cộng đồng muốn có cái bản tên đường Việt Nam, đúng chưa? Cộng đúng. Đồng mình rất là hãnh diện là có bản tên đường Việt Nam, khư rằng là phải giữ cái bản tên đường Việt Nam đó, và nó đã đưa đẩy tới cái chuyện là mất đi cái chức nghị viên, ok, vào tay của cô Tiffany Thomas, tại vì cổ cái tiêu đề, cái platform của cổ á là ra tranh cử, là điều đầu tiên là dẹp bỏ cái bản tên đường Việt Nam. Cái và những người Mỹ trắng họ bỏ phiếu cho cô Tiffany Thomas, nhiều người người ta bất bình về cái chuyện Việt Nam lắm đó. Ngày hôm nay anh vừa mới nói rằng là cái khu vực của chúng ta nó nằm ở trong cái khu vực gọi là từ cái đường đó tới cái đường đó là khu Little Sài Gòn, mà nó trực thuộc của cái gì, của cái International District, đúng không? Đúng, rõ ràng, đúng không? Ok, đúng. Thì mình chúng ta biết rằng nó ở trong cái khu vực đó, vì vậy nên mình nói là cái Communist Free Zone, anh dùng cái chữ là không có còi cộng sản trong cái khu này, mà hễ người cộng sản vô trong cái khu này là mình chặt đứt. Vậy thì một ngày nào đó nó không còn cái International District nữa, tại vì cái International District á chỉ cần 60% nha, tức là 61% mà người ta không đồng ý là người ta dẹp, đúng không? Thưa ông Đức Đồng Bạc, cái vấn đề này tôi hiểu đó là một cái vấn đề rất quan tâm của cộng đồng Houston, nhưng mà nó là có thể là, một cái đề tài lớn khác cái đề tài này, cho nên chúng ta sẽ tập trung vào đề tài này. Đây với là anh Trần Quốc Anh rằng á, anh đặt cái vấn đề quan trọng của cộng đồng, cái quyền lợi của cộng đồng, phải không đã, trên cái danh dự, trên cái những cái sự như vậy, hay là anh phải cân nhắc chứ, phải không? Anh phải cân nhắc là cái quyền lợi của những cái người doanh nhân. Đây tôi nói đây, tôi muốn đưa cái vấn đề đó để đi vào cái vấn đề là những cái người doanh nhân, người ta đem lợi tới cho cái cộng đồng, người ta đem cái hãng và ta sẽ mướn người Việt Nam, chắc chắn rồi, người ta sẽ mướn công dân Việt Nam, và cái đó là cái lợi cho cộng đồng của mình. Mà bây giờ anh đi biểu tình, anh chống, thì những người đó người ta sẽ nói ô cái thành phố Houston là không có được, để mình đi cái thành phố khác. Cũng giống như là công ty Tesla, thấy không, nó ở bên Cali á, nó bị lên thuế đất, nó bị đúng nó dọn về bên Austin, thấy không, và nó xin được gọi là free tax. Ok, thì bây giờ cái câu hỏi của tôi rằng á là những cái người doanh nhân, những cái người mà người ta đi tới đó kỳ vừa rồi anh biểu tình á, và anh đã làm đi mất đi, cũng cùng cái câu hỏi đó mà anh Vũ Hoàng Lân mới đặt cho anh Quốc Anh, là những người đó người ta đem cái lợi, đây là cái lợi cho tới cho cộng đồng của người Việt. Ông mà chỉ vì là mấy anh đọc câu hỏi để cho ông Trần Quốc Anh trả lời ạ. Đó, cái quyền lợi tôi muốn nói đây là cái quyền lợi. Vậy thì anh chỉ muốn rằng á là biểu tình là để cho nó nổi tiếng, biểu tình để cho nó cái gọi là dạ. Cái cá nhân thôi. Có lẽ là để cho ông Trần Quốc Anh trả lời, nhưng mà trước khi ông Trần Quốc Anh trả lời thì tôi cũng đề nghị cái điều này luôn, tức là nãy giờ thì ông Đức Đầu Bạc cũng đã đặt một số câu hỏi khá là hóc hiểm đối với lại hai ông Trần Quốc Anh và Văn Đình. Sau khi ông trả lời thì ông có thể, các vị sẽ đặt một câu hỏi nào đó đối với ông Đức Đầu Bạc, cũng liên quan tới những vấn đề chúng ta bàn luận ngày hôm nay, để cho nó sáng tỏ nhiều vấn đề. Xin mời ông Trần Quốc Anh trả lời cái ông Đức Đầu Bạc cái câu đó trước ạ. Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa anh Đức Đầu Bạc. Ok, Quốc Anh là một lãnh đạo cộng đồng. Quốc Anh làm những cái gì mà cộng đồng mình muốn. Ha, nếu mà cái cộng đồng, nếu mà các doanh nghiệp ở khu Bel Air đó, họ không có muốn biểu tình, họ không có muốn chúng tôi biểu tình, thì chúng tôi sẽ không biểu tình. Nhưng mà đó, phần đông những người doanh nghiệp ở khu vườn Little Sài Gòn đều chống cộng cả, đều muốn chúng tôi biểu tình. Chẳng hạn như
chúng tôi biểu tình cái Q Mama Seafood đó, có rất là nhiều doanh nghiệp ở kế bên ủng hộ chúng tôi, là majority là họ muốn không muốn cái chuyện đó, cho nên là nếu mà thì chúng tôi theo majority nhé, chúng tôi là cộng đồng, chúng tôi theo phần đông nhé. Nếu mà còn khi nào mà cộng đồng chúng ta hay là các doanh nghiệp của chúng ta muốn chúng tôi biểu tình, muốn chúng tôi có giữ vững cái lá vàng cờ vàng ba sọc đỏ thì chúng tôi sẽ làm. Mà nếu sau này á các doanh nhân phần đông là cộng sản đi, họ không muốn đi thì mình phải theo majority, ok, thì mình có chống cũng không được, tại vì họ là cộng sản hết rồi, đúng không? Thì mình chống cũng không được. Nhưng mà nếu mà majority những cái người mà spend money customer đó muốn, còn muốn biểu tình thì chúng tôi biểu tình. Cái đấy là khác nha, chúng tôi không phải là biểu tình để lấy tiếng lấy gì không, biểu tình là vì cái ước nguyện ước muốn của cộng đồng chúng ta, cái membership của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta muốn gì thì chúng tôi biểu tình đó, chứ chúng tôi không có biểu tình vì tiếng tăm nhá. Cho nên á, khi mà cái nếu mà district nó tháo cái bảng xuống đi, nếu mà các doanh nhân người Việt Nam ở trên đường Bel Air đó mà muốn dựng lại cái tên đường đó, hay là đổi luôn cái tên đường Bel Air ra nghĩa là Sài Gòn á, thì các doanh nhân ở đó có quyền, thì cộng đồng trong tương lai cũng muốn làm như vậy. Cộng đồng trong tương lai muốn các doanh nhân ở trên đường Bel Air đó, nếu mà chúng tôi có majority chữ ký đó, mà business owner là mà muốn đổi đổi tên đường á, chúng tôi muốn đổi tên đường permanently luôn á, chứ không phải là chỉ có cái bảng nhỏ đâu. Cho nên tôi muốn trả lời với ông là nếu mà cộng đồng muốn, nếu mà majority muốn chúng tôi làm gì thì chúng tôi muốn, nếu người ta muốn biểu tình chúng tôi biểu tình, nếu mà không thì chúng tôi không. Cho phép tôi Mời hỏi, mời cho ông phép tôi hỏi không cái ông câu Vân hỏi Đình đó, chưa trả nó lời cũng ạ. trùng vào cái chuyện của anh Trần Quốc Anh. Bây giờ có một doanh nhân ở bên Việt Nam qua đây mua miếng đất nha, mua miếng đất, sau khi ổng mua miếng đất rồi đó, ổng làm một cái subdivision, ổng đặt tên đường Việt Nam, thấy không, đặt tên đường Trần Hưng Đạo, để tên đường này nọ, nhưng mà ổng lại là người của bên Việt Nam qua, thì ông Trần Quốc Anh có chống không? Không chống, tại vì nếu người ta tế nhị không, người ta đặt tên đường Việt Nam ha, người ta không có treo cờ đỏ thì cái đấy Đó, người ta treo cờ là đỏ, good business, người ta đặt tên good là business. Võ Thị Sáu ví dụ vậy, người ta đặt tên là Nguyễn Chí Thanh ví dụ vậy đó, Nếu mà cái cái khu tên vực đấy là của cộng sản là chúng tôi sẽ không chấp nhận, chúng tôi sẽ chứ không chấp nhận, anh không chấp nhận chúng tôi sao sẽ được, cái biểu đó là tình. cái subdivision riêng. Bây giờ Đúng, cái người khu ta có đó là cái quyền. khu của người ta. Đúng, nhưng mà chúng tôi có quyền đi vô cái sidewalk để biểu tình. No, no, anh không được. Là tại cái đó là private. Thấy không? Nếu Anh, mà người ta anh, có ghế, anh. nghĩa là người ta có ghế thì chúng ta không được, Yes, nhưng mà nếu mà không có ghế yes. thì chúng tôi vô được, đúng không? Không, người ta Đúng là gate community. Người ta đề là không? private. Thì tôi đã nói cái biểu tình có hiệu quả không, không hiệu quả thì Rồi. mình làm biểu tình làm Tức gì? là, tức là, tức là. Tức là hãy có hiệu quả thì anh Trần Quốc Anh chỉ làm, còn không có hiệu quả thì anh Trần Quốc Anh không làm, đúng không? Mình có nên làm cái đấy, tôi nghĩ là ai cũng làm như vậy, không có hiệu quả mình làm cái gì. Không, Cảm ơn ông người Đức Đầu ta lý Bạc. tưởng, Hai người vị ta cho có câu nghe hỏi vậy nào đặt ngược cho ông Đức Đầu Bạc không ạ? Ok, à, như cho ông Đức Đầu Vâng, anh Văn Đình. bây giờ là cho Văn Đình đặt một câu hỏi với anh Đức Đầu Bạc. Anh Đức Đầu Bạc hãy nghe và trả lời cho chúng tôi biết, như tình hình đất nước Việt Nam hiện nay đó, anh thấy đó là cái nói về nhân quyền, nói về con người sống ở tại những người thấp cổ bé miệng nhất thôi, những người thấp cổ bé miệng nhất họ đang sống ở trong nước, thì anh thấy rằng cái sự vừa rồi đó, cái tiêm vaccine rồi này kia, rồi bao nhiêu người bỏ về quê rồi này kia, anh thấy cái cảnh đó chứ gì, anh thấy rõ ràng, anh thấy cái cảnh đó chứ gì, thấy tất cả những cái cảnh nó, cái hiện tượng đó, thì anh thấy anh có đau lòng hay không, anh thấy anh có trách cái chính quyền ở đó hay không, họ không có trách nhiệm đối với người dân. Anh biết là một cái tổng sản lượng quốc gia đó họ bỏ ra để mà chi phí cho những cái công việc đó rất là thấp, thấp hơn cả những quốc gia Đông Nam Á khác, và họ chỉ có nghĩ tới cái quyền lợi của họ là họ đi xin xỏ vaccine của những cái quốc gia khác mà thôi, họ không có tính toán trước cái sự kiện xảy ra.
để cho đến khi xảy ra rồi đó, anh thấy rất là đau lòng. Có những gia đình được chết chết cả mấy người luôn mà không có đủ điều kiện để mà chôn cất đại khái như vậy. Tôi đã trả lời anh. Anh cho phép tôi trả lời từng phần, chứ nếu mà anh đặt câu hỏi dài quá thì làm sao tôi trả lời được hết. Thực ra mà nói, thì câu hỏi này nó cũng không liên quan lắm tới cái phần của chúng ta, nhưng mà vì là ông Đức Đầu Bạc đã hỏi nhiều câu mà phía ngược lại chưa có hỏi câu nào, cho nên tôi xin mời. Ok. Tại vì tôi thấy là quý vị đưa ra cái vấn đề nó lớn quá đi, vấn đề tôi hiểu. Chỉ có tôi hiểu anh đưa ra lớn quá. Thế thì cái vấn đề, thật ra mà nói thì cái vấn đề ông Vân Đình vừa mới đặt ra cũng là rất rất là lớn. Xin mời ông Đức Đầu Bạc. Không sao hết. Cái thứ nhất á là nó có hai vấn đề. Cái vấn đề anh nói rằng đó là những người ta tràn về quê, người ta không có ở được tại gọi là thành phố, thấy không? Đó là gây ra rất là nhiều cái chuyện xảy ra, ok, của chính quyền, của những người sở tại, thì những người đó người ta làm sai, người ta sẽ bị ảnh hưởng. Thì tôi chỉ trả lời anh bằng một cái câu chuyện ở ngay tại nước Mỹ này, ngay tại biên giới của tôi đây nha, Texas nha, phải không? Đã ông tổng thống ông mở cửa, ông cho người ta tràn vô, phải không? Nó gây ra rất là nhiều cái sự tai hại và đưa tới những cái cuộc là cướp bóc nè, phải không? Những cái cuộc đó. Vậy thì anh Văn Đình nghĩ sao? Ngay tại đất nha, ngay tại đất Texas, ok. Vì như vậy tôi sẽ nói anh Văn Đình rằng cái câu chuyện, mỗi cái câu chuyện nó đều có cái bề mặt và bề trái. Ở tại đất nước Hoa Kỳ này cũng có, chứ không phải nói chuyện Việt Nam, nghe không? Đó là một chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là anh Văn Định nói là đi xin vaccine, hiểu không? Đã sự thật cái đó là sai. Việt Nam có mua vaccine, có mua, đúng, có mua. Và cá nhân chúng tôi nè cũng đi vận động để mà mua vaccine cho Việt Nam, được không? Nhưng mà nó không phải dễ dàng như vậy. Tôi không thể mua được. Tôi chỉ là một cá nhân, tôi chỉ là cái doanh nghiệp nhỏ chút xíu thôi, không thể mua vaccine cho Việt Nam được, phải không? Nhiều người vận động lắm, nhiều cái tổ chức rất là lớn để vận động. Vậy vì Việt Nam cần vaccine, phải không? Điều đó. Chứ còn anh nói là nó là đi xin vaccine, cái điều đó là điều sai, phải không? Có mua vaccine. Và tôi nói này cho anh nghe nè, anh đi xin mà người ta không cho thì anh xin làm gì? Còn đây, ok, người ta biết là tình trạng của Việt Nam cần vaccine, vì vậy người ta cho. Mỹ, đừng nói những quốc gia khác, Mỹ, chính quyền của Mỹ cho rất nhiều. Chọn chuyện, cho rất là nhiều. Đâu cho rất nhiều. Cho rất nhiều, cho nó đâu có xin. Vì vậy nên chúng ta nên dùng cho cái chữ cho nó đúng, anh Văn Đình, ok? Không phải là vì mình có cái ấn tượng xấu, ok, mà mình cứ lúc nào mình cũng gọi là vơ vô trong đó. Cái chuyện tôi nói anh Văn Đình nghe nè, cái chuyện nó xảy ra cái vụ ở tại Long An, nó không phải là chủ trương của cả nhà nước. Cái chuyện nó xảy ra tại Bình Dương không phải là cả nước là nó như thế. Những người nào làm sai thì người ta sẽ bị trung ương gọi là xử phạt. Ở tại Texas chuyện làm sai cũng sẽ bị xử phạt. Ở tại New York, anh thấy là ông gọi là thống đốc của New York phải từ chức, phải không? Vì vậy nên cái chuyện đó mình không thể nào mình đem đi vào một cái câu chuyện là vì cái chuyện đó mà đất nước Việt Nam nghèo đói. Anh sai. Tôi nói cho anh nghe nè, tôi không biết là anh Văn Đình về Việt Nam, Văn Đình đi đâu, nhưng mà Việt Nam của ngày nay và Việt Nam của năm 1975 đã xa xa vời rồi. Chỉ cần từ năm 2000 thôi, từ năm 2000 cho tới bây giờ là 21 năm đi qua đi, Việt Nam đã tiến rất là xa, hiểu không? Khi mà năm 2010, tôi chỉ nói anh Văn Đình nghe nè, năm 2010 khi tôi về gọi là Thăng Long, để mà gọi là ngàn năm Thăng Long, tôi ngồi kế bên cạnh ông tổng giám đốc của Vietnam Airlines, tôi nói với ông rằng 50 năm qua rồi chưa có chuyến máy bay nào đi thẳng từ bên Việt Nam qua Hoa Kỳ. Ngày nào mà tôi dòm thấy chuyện đó thì tôi rất là mừng. Anh thấy không? Ngày hôm nay Việt Nam Airlines đã bay thẳng từ Việt Nam qua bên Mỹ rồi. Đó là một điều mừng. Thấy không? Bây giờ Việt Nam sản xuất. Ngày xưa chiếc xe La Đà Lạt năm 1973 khi tôi đi du học, tôi trở về. Chiếc La Đà Lạt
anh dọn chiếc xe Đà Lạt đi. Và ngày hôm nay VinFast đã đem qua một chiếc xe hơi bằng điện, hai mẫu xe hơi bằng điện. Đó tất là một niềm vinh hạnh. Tất cả mua của các nước ráp lại chứ đó, không phải là của anh mua nói, của anh nhiều nói nước. Như vậy, anh nói như vậy thì Apple, tôi nói anh nghe nè, Apple anh đang xài cái phone Samsung của anh đang xài đó, ok, nó cũng đã ráp hết tất cả từ nhiều nước trên thế giới, đúng không? Cái chuyện mà anh nói, anh phải dòm thấy Việt Nam ngày hôm nay nhất là nhiều, anh biết là sản phẩm của Mỹ. Bây giờ tôi nói anh nghe, tại vì anh không đúng, qua bên Mỹ. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Tôi hiểu anh muốn nói gì. Anh đi qua tôi bên Mỹ đó. Ok, như là tôi á, tôi đi á, tôi chỉ dòm thấy được ở bên Mỹ đó là bao nhiêu công ty. Tôi cũng có đi, chứ mà tôi không đi. Tôi có đi. Thì anh qua đó dòm thấy bao nhiêu công ty của thế giới. Tôi có đi chứ mà tôi không đi. Họ nhưng ráp, mà anh thấy, họ ráp anh thấy cái ở tại bên. Nè, anh đừng có nhìn cái tầng lớp ở trên mà anh hãy nhìn tầng lớp ở dưới đó. Những tầng lớp thấp, tôi dòm, thấp tôi dòm, nhất tôi dòm từng lớp bên dưới, ok, họ cũng tôi nghĩ là anh chưa có đi hết những cái tầng lớp bên dưới. Đó, anh chưa có nghe những cái lời, những cái lời mà người ta nói về cái quyền lợi của con người, cái quyền của con người, tức là nhân quyền đó, cái quyền tự do độc lập của con người đó hoàn toàn không có. Tôi nói thẳng với anh, Việt Nam bây giờ không có độc lập và tự do, không có độc lập và tự do, không có độc lập và tự do. Ngày nào cũng sẽ nói là Việt Nam có độc lập tự do, tôi phủ nhận. Rồi rồi, bây giờ tôi hỏi anh một câu, tôi hỏi anh câu về vấn đề tự do nhé. Nếu mà có một ông tổng thống Việt Nam nhé, dưới thời của ông Thiệu đó, mà anh gọi là chửi, anh gọi là này nọ đó, anh cấm, anh có bao giờ mà đóng cái công gọi là YouTube hay là cái công gọi là Facebook của một ông tổng thống không? Ông Donald Trump là tổng thống ở tại Mỹ nha, nó còn bị khóa lại Twitter của ông nữa. Anh chỉ ví dụ nhiều cái nó xa vời quá, đó, anh hãy nhìn vào thực tế. Tôi ví dụ rất là rõ ràng. Không, cái vấn đề vấn đề ông Donald Trump bị khóa bởi một cái công ty tư nhân, không phải bị khóa bởi bởi nhưng một mà tôi nhà nước, thì điều đó nó cũng có khác. Tại Việt Nam á, thôi bây giờ chúng ta đi xa quá, bây giờ tôi muốn quay trở lại. 1975 á, không bao giờ tôi trả lời à. Trước năm 1975 không bao giờ có một cái chuyện đó. Ngày xưa đó làm báo á, anh thấy nó có cái chữ là tự ý đục bỏ không? Anh đem lên báo á, mà anh viết tập 7 á, là automatic tự ý đục bỏ. Nó lấy ra liền. Nó tự do gấp 1000 lần bây giờ. Nó gấp 1000 lần bây giờ. Anh sai. Gấp 1000 và 1000 lần bây giờ. Anh tuy rằng nó như vậy, cái mức độ tự do của nó gấp 1000 lần bây giờ. Gấp 1000 lần. Tự trên do, 1000 ở dưới thời tôi hỏi anh tất nè, tất cả báo chí, tất cả các hình thức khác đều đảng chỉ đạo hết, đảng chỉ đạo thời qua hệ thống của đảng hết. Dưới thời anh Thiệu có ai dám chửi không? Chấp nhận là đảng chỉ đạo hết, đảng lãnh đạo hết, đảng lãnh đạo hết toàn dân, đâu có được. Không được. Bây giờ thì chúng ta xin hai vị bây giờ chúng ta bắt đầu đi xa về cái phía đó rồi. Đó là một cái đề tài rất hay và cũng rất là nên tranh luận trong trong những dịp tới, nhưng mà nó hơi xa. Bây giờ mời anh Trần Quốc Anh, vâng, nếu mà có câu hỏi nào đó đặt trực tiếp cho ông Đức Đầu Bạc về cái vấn đề liên quan càng tốt, nếu không đúng thì tôi sẽ đặt mình, câu hỏi. mình sẽ liên quan đó. Ok, tôi được hỏi Đức Đầu Bạc, nếu mà có một công ty cộng sản đi về software đi, software engineer, software họ muốn, hay là IT đó, họ mua một cái building hay là họ mua một miếng đất rồi họ xây một cái firm, IT firm, rồi họ mướn những cái người Việt Nam của mình, con cháu của mình nè, mà làm cho họ mà ngay trên đường Bel Air đó, rồi cái firm đấy làm rất là nhiều tiền, bán được rất là nhiều IT cho Houston mình. Mà nhưng mà cái firm đấy, cái shopping, cái manufacturer đấy, hay là cái building đấy, nó treo một cái lá cờ đỏ ha, thì anh có biểu tình chống họ kéo xuống không? Nhưng là, tại vì nếu mà không thì họ đi chỗ khác. Tôi nói anh nghe nè, bây giờ anh đặt cái câu hỏi đó thì anh thấy ở bên trên cái mà
cái phiếu á, cái bài thơ mời vừa rồi đó, nó có công ty FTP á, ok, là một công ty software, ok, một công ty software. Anh có biết rằng á, là bao nhiêu người bạn của tôi học ngay tại trong trường University of Houston, ra trường làm cho NASA và contractor cho NASA, mướn, tôi nói anh nghe à, mướn bao nhiêu người software ở bên Việt Nam không? Hả? Tôi là cái người giới thiệu nè, ok, tại vì sao? Ở bên đó nó rất là rẻ. Ông Đức có thể trả lời cái câu trực tiếp với câu của ông Trần Quốc Anh là ông có chống hay không chống nếu mà một công ty đó. Anh nghe nè, tôi luôn luôn ủng hộ bất cứ một doanh nghiệp nào của Việt Nam đến Hoa Kỳ. Tôi là người chủ trương, đây là cái chủ trương của tôi, của chủ trương cá nhân tôi. Vẫn chưa trả lời cái câu của ông Trần Quốc Anh, đó là cái công ty đó mặc dù là mướn rất nhiều người, làm rất nhiều tiền, rất lợi cho thành phố, nhưng mà có treo lá cờ đỏ sao vàng ngay trên đường Bel Air của công ty của họ. Ông Đức Đầu Bạc có thể trả lời. Tôi làm gì, tôi biểu tình, tôi ủng hộ nhà nước, tôi kêu gọi, tôi là người kêu gọi những công ty ở tại Việt Nam qua Hoa Kỳ để mà làm, để mà mướn công nhân ở tại Mỹ. Tôi là người hỗ trợ cái chuyện đó, sao tôi lại đi biểu tình? Tôi đâu làm ngược đó, lại đúng, cái chuyện. Đúng, cho nên tôi muốn nói là hai cái lập trường của hai người khác nhau. Tôi tôn trọng cái sự quyết định của ông, nhưng mà ông cũng tôn trọng cái quyết định của cộng đồng của chúng tôi. Cộng đồng chúng tôi sẽ không chấp nhận và cộng đồng của chúng tôi sẽ biểu tình và sẽ diệt. Như vậy thì anh làm to rồi. Okay. Cái đấy là cá nhân nhá, anh là cá nhân của tôi, là đại diện cho cộng đồng. Nếu cộng đồng muốn tôi dẹp là tôi sẽ dẹp. Ông Đức Đầu Bạc nói làm to nghĩa là gì ạ? Làm to là nghĩa là ảnh nghĩ rằng là ảnh là for the people. Cái câu ảnh vừa mới nói đó là he's for the people, tức là cộng đồng, những người dân ở trong cộng đồng mà muốn ảnh làm cái gì thì ảnh sẽ làm như thế đó, đúng không? Vâng. Phải chuẩn của anh, tức là you for đúng. The people, đúng không? Yes. Ok. Thì tôi cũng nói với anh rằng á, I for the people, tức là những người mà doanh nhân, tôi khuyến khích những doanh nhân ở tại Việt Nam qua bên Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ là một thị trường lớn nhất trên thế giới. Vì vậy nên nếu mà chúng ta có những hợp đồng, ok, anh cứ vô trong tất cả những cái mall, ok, anh thấy hàng hóa của Việt Nam bày bán rất là nhiều, thấy không? Đồ hàng của Việt Nam, Made in Việt Nam rất là nhiều. Đó, vì vậy nên tôi là cái người khuyến khích mấy chục năm nay rồi, gần 20 năm rồi. Nay cảm rồi. Ơn ông Đức. Với cái câu hỏi đó của ông Trần Quốc Anh hỏi ông Đức đó thì đúng, nó lại dẫn vào cái câu hỏi mà tôi muốn hỏi tới. Và có lẽ câu hỏi này chúng ta sẽ là cái vấn đề cuối cùng của buổi hôm nay. Chúng ta đã quá 2 tiếng đồng hồ. Thế thì cái câu hỏi tôi muốn đặt ra với tất cả các vị, mà đặc biệt là hai vị ở cái phía biểu tình đó, là thế này. Ở San Francisco, có lẽ nếu mà quý vị để ý đó, thì ở trên San Francisco lá cờ đỏ sao vàng đó, thì dĩ nhiên nó chỉ có mới có ở cái tòa lãnh sự của San Francisco mà thôi. Nhưng mà lá cờ gọi là lá cờ Trung Quốc, lá cờ một sao lớn, 4-5 sao nhỏ đó, thì có thể nói là khắp nơi ở trên thành phố San Francisco. Và không thấy dân Trung Quốc chống nữa. Không biết tôi thì không đủ cái lịch sử để hiểu rằng là trước đây họ có chống hay không. Thế thì nói cái hình ảnh đó ra để mà nói tới cái phần tiếp tới, đó là quý vị có e ngại rằng, hay là quý vị có lo lắng rằng là cái hình ảnh tương tự, tức là cờ đỏ sao vàng của Việt Nam sẽ đầy ở trên cái khu vực đường Bel Air trong tương lai, hoặc là đường những cái khu vực nào khác trên, nói rộng ra là những cái cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, còn nói riêng là ở trên đường Bel Air của thành phố Houston của quý vị trong tương lai hay không. Có lo như vậy hay không, và nếu mà cái đó nó vậy xảy ra đó, vì số đông, như là ông Trần Quốc Anh nãy giờ nhắc lại khá nhiều lần, là nếu số đông thuận thì ông sẽ thuận theo số đông, với tư cách là lãnh đạo hoặc là đại diện, ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia ở Houston. Thì nếu mà số đông dẫn tới cái tình trạng đó, tôi muốn đặt thêm cái tình huống nữa, đó là cái số đông đó có thể là
sẽ không xảy tới, nhưng mà cái số đông đó có thể xảy tới một cách rất là cụ thể. Thí dụ như là qua các cái chương trình gọi là nhập cư gần đây, với những cái chương trình EB5, EB3, L1 rồi vân vân và vân vân, càng ngày cái tỷ lệ dân số của người Việt nó càng thay đổi, thì nó có thể sẽ dẫn tới cái hoàn cảnh đó. Thì quay trở lại câu hỏi là quý vị có lo lắng về cái điều đó hay không, và nếu thực sự cái số đông nó là cái mà dẫn tới cái chuyện đó thì quý vị sẽ tính sao? Xin mời ông. Vâng, tôi xin trả lời. Cái điều lo lắng đó thì trong chúng tôi mọi ai cũng đều nghĩ tới, đang nghĩ tới chứ không phải là chưa nghĩ tới, là vì chúng tôi cũng biết rằng cái Đảng Cộng sản họ hoạt động rất là mạnh, và họ có đầy đủ tiền bạc cũng như khả năng cũng như con người, họ có rất là đầy đủ. Thành ra cái điều mà lo lắng á, thì chúng tôi vẫn đã lo lắng và đang lo lắng là nó sẽ xảy đến, mà không biết nó xảy đến lúc nào thôi, nó sẽ xảy đến. Tuy nhiên bây giờ còn ngày nào chúng tôi còn chống được, ngày nào chúng tôi còn tranh đấu được, chúng tôi vẫn tranh đấu. Ngày nào chúng tôi tranh đấu đòi hỏi quyền lợi cho người dân trong nước, đòi hỏi cái tự do nhân quyền cho trong nước được, ngày nào chúng tôi là vẫn làm ngày đó. Đó là cái câu hỏi tôi xin trả lời với anh Quốc Lân. Dạ, xin mời ông Trần Quốc Anh ạ. Vâng, chúng tôi có nghĩ, và chúng tôi tiện đây chúng tôi cũng rất là cảm ơn những người đi trước như anh Văn Đình, như anh Đức Đầu Bạc, những người đi trước đã giữ vững cái lập trường của cộng đồng người Việt quốc gia, giữ vững cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tại vì nếu mấy quý vị mà không mà giữ vững thì tôi chỉ có ra phục vụ cộng đồng được 8 năm thôi. Lúc đầu tôi chỉ biết là tôi yêu lá cờ vàng mà ba sọc đỏ thôi, nhưng mà tôi không biết là nhiều người thích như vậy. Thì theo tôi nghĩ đó, tôi lo lắng nhưng mà tôi không muốn lo lắng lắm, là một cái thời gian như những người có tuổi như chúng tôi đi, nếu bố mẹ qua đây, mình qua đây mình thấy bố mẹ mình khổ sở, phải làm lại từ đầu, rồi mình sống khổ sở, mình cũng sống ở Việt Nam, cũng với Cộng sản Việt Nam một cũng khá lâu, rồi qua đây mình so sánh, mình biết là tự do và Cộng sản như thế nào. Cho nên tôi nghĩ đó, những cái người thế hệ của tôi đó, những cái người thế hệ của tôi mà những người mà đã có kinh nghiệm về Cộng sản rồi đó, họ sẽ giữ vững cái lập trường, giữ vững cờ vàng ba sọc đỏ. Như vừa rồi đấy, tôi thấy có một anh trẻ, anh climb cái mountain gì rất là cao, rồi lúc mà anh đứng lên á, anh đưa cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà cái người đấy tôi nghĩ là không có biết cộng đồng ấy, mấy cái người mà ở trên miền Bắc cái này gì đi, mấy người trẻ thường người ta không biết cộng đồng ấy, nhưng mà người ta vẫn tại vì quý vị đó, như những người đi trước các bố mẹ, cho nên người ta mang cái lá cờ và vàng ba sọc đỏ đấy lên. Và khi trong quân đội chúng tôi đi đâu ấy, chúng tôi cũng qua Afghanistan, qua kia, những người lính người Việt Nam của chúng tôi cũng mang cái lá cờ vàng ba sọc đỏ theo, chứ không phải là cờ đỏ đó. Kính thưa quý vị, cái thời cái thế hệ mà thứ một hai như mình và thế hệ thứ hai, tôi nghĩ sẽ duy trì được lá vàng cờ vàng ba sọc đỏ cũng một là thời gian. Và tôi hy vọng rằng á, cái cộng đồng Việt Nam mình từ từ vô chính trị rồi đó, rồi vô làm chính trị đó, cho nên những người làm chính trị đó sẽ nuôi cái nguồn tự do, và tự do đó, tự do như Republican đó, tự do đó sẽ chuộng về cái lá cờ vàng ba sọc đỏ hơn. Thì tôi nghĩ rằng, hy vọng rằng những người đó sau thế hệ thứ ba đó, your politics rồi ấy, thì người ta sẽ dùng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái hiệu tượng cho tự do, quyền tự do đó, đại diện tự do và cái văn hóa của mình đó, họ sẽ giữ vững cái lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng mà tôi biết cái đấy cũng có chance đó, cũng có cơ hội đó, trong tương lai lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ quên đi. Bởi vậy cái nhiệm vụ của anh em tôi một rưỡi và số hai đó, chúng tôi á phải làm sao đi thêm một bước nữa. Quý vị giữ vững được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rồi, anh em chúng tôi phải đi hơn một bước nữa, là bước kế đó, là chúng tôi sẽ phải làm sao mà
thành lập ra những cái viện bảo tàng hay là những cái trường học hay là gì đấy để mình nuôi sống cái lá cờ vàng ba thọc đỏ đó, để mình làm sao mà dạy cho con cháu chúng ta và dạy cho những người Mỹ đó biết cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là gì, cái cờ vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho cái gì. Thì hy vọng rằng cái đó, khi mà chúng ta làm được những cái chuyện đó, đó thì chúng ta có thể giữ được cái lá cờ vàng ba sọc đỏ lâu dài hơn, nếu mà anh em chúng tôi thế hệ một rưỡi và thứ hai bắt đầu đứng ra làm những cái chuyện đó, như là xây các viện bảo tàng, những trường học mà chúng ta có thể duy trì được lá cờ vàng ba sọc đỏ. Ông Đức Đầu Bạc có muốn trả lời cái bây câu hỏi hay không? Tôi xin lặp lại cái câu đó là cái vấn đề khoa học. Tôi muốn xin lặp lại cái câu tôi xin lặp lại cái câu để ông trả lời chính xác vào cái câu đó. Tức là cái viễn cảnh mà có khả năng cờ đỏ sao vàng bay ở những cái khu vực như là Bel Air hoặc những nơi khác, thì ông nghĩ như thế nào về cái việc đó? Ông có nghĩ chuyện đó nó xảy ra hay không? Ông có lo lắng về chuyện đó hay không? Tôi chỉ muốn nhắn gửi là anh Trần Quốc Anh. Anh biết rằng là hiện thời bây giờ chúng ta trong cái thành phố Houston đó, nó có khoảng chừng 212.000 người Việt Nam nhé, mà register 200, mà anh lấy 200.000 đó, người đó, mà anh chia cho 100 người của anh kêu gọi biểu tình vừa rồi đó, anh đạt được khoảng chừng 100 người, thì lấy cái 100 người đó mà anh chia cho khoảng 200.000 thôi, tôi chỉ nói 200.000 thôi, 200.000 người thôi, thì nó chưa tới, nó là 0.005, nó chưa tới được 1% nào hết á. Mà anh biết rằng á, là cộng đồng của chúng ta đó, mà nếu mà muốn hội họp lại đó để mà có một cái số đông á, thì chúng ta phải có cái quorum là 200 người, đúng không? Rõ ràng, đúng chưa? Là 200 người. Anh còn chưa đạt được tới cái 200 người. Anh kêu gọi đó, anh nói là kêu tất cả các đài phát thanh kêu đồ này nọ hết, đúng không? Anh chưa đạt được tới cái con số 200 nữa. Ok, vì vậy nên cái cuộc là đó, nó hoàn toàn là thất bại chứ không phải là thành công như anh nói. Chúng ta có tới 200.000 người. Nếu mà anh ở một cái thành phố nhỏ chút xíu, ví dụ như là ở dưới Corpus Christi, anh nói anh có 100 người mà đi biểu tình, thì tôi có thể cho là anh thành công. Anh ở trên El Paso, anh kêu gọi vậy, thì tôi có thể cho là anh thành công. Nhưng mà ở tại một thành phố Houston, ngày xưa đó, rồi thời anh Văn Đình, anh biết đó, kêu gọi biểu tình mà chống cộng sản đó, thì có cả bao nhiêu người, lên cái mức độ gọi là cả ngàn người được. Ok, vì như vậy nên cái làn sóng ngày hôm nay nó đã thay đổi. Ngày hôm nay du học sinh, anh biết là du học sinh nó là 10.000 người nhé, 10.000, ok, nó đã đi qua tới Hoa Kỳ, và 10.000 người đó thì đến thành phố Houston tôi chỉ cho là khoảng 1.000 người thôi, ok, rất là khiêm nhường, 1.000 du học sinh thôi. Mà anh cứ nghĩ đi, 1.000 du học sinh đó mà họ đoàn kết, ok, họ đi tới, ok, và họ bầu phiếu kỳ tới này nha, mà khi quý vị ra tranh cử đó, 1.000 du học sinh đó nó bỏ phiếu, ok, nó bỏ phiếu cho một ông A, ông B nào đó lên, ok, và nó sẽ dẹp cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đi, ok, rồi anh Trần Quốc Anh lại phải đi ra lập một cái hội khác, là tại vì cái hội này nó chỉ chấp nhận cái cờ vàng ba sọc đỏ thôi, mà anh lại không có cái quorum, anh không có 200 người, ok, nó là vấn đề. Anh sẽ thấy một ngày nào đó con đường Bel Air, bây giờ tôi chỉ nói anh nghe tại vì anh không nắm vững, ok, con đường Bel Air hiện thời bây giờ, cái người ở bên Việt Nam á, anh đã biết cái chuyện đó rồi, cái người ở bên Việt Nam á đi qua đây và họ đã mua rất là nhiều, nhưng mà nó chưa tới con số 60%, nó chưa tới. Tôi nhắc cho anh nghe nè, nó mới về thay đổi cái luật nhé, cái luật mà district á, và international district nó phải cần 60% ở trong cái khu vực đó, nếu mà trên 61% thì cái khu vực đó sẽ bị dẹp, ok, tức là có lá cờ vàng ba sọc đỏ sẽ không còn nữa. Chứ còn đừng nói rằng á, là những cái câu chuyện mà chúng ta, vì vậy cái chữ Việt Nam mà của Trần Quốc Anh đó là chữ Việt Nam tị nạn hay là Việt Nam chống cộng
hay là Việt Nam quốc gia cờ vàng ba sọc đỏ. Nhưng cái câu hỏi vừa rồi của anh Vũ Hoàng Lân là trong tương lai, mình nói đây là trong tương lai, cái số đông nó sẽ lớn mạnh lên. Và cái lớn mạnh đó là tại vì số người ở bên Việt Nam qua đây và đất lành chim đậu, người ta không còn về bên Cali nữa và người ta sẽ tụ họp lại ở thành phố Houston. Trong tương lai có những hãng xưởng, hiện thời bây giờ đã có rồi, nhưng mà nó không nằm ở trong thành phố Houston, nó nằm ở thành phố lân cận, thí dụ như Richmond, thí dụ như Sugarland, thí dụ 288. Rất là nhiều công ty, tôi thông báo cho anh Trần Quốc Anh biết là rất là nhiều công ty và của người Việt bên Việt Nam, ok, người ta qua đây và người ta đã làm, người ta đã thành công và ta đã đặt đơn đặt hàng về tới Việt Nam. Những công ty đó người ta không có, giống như là hồi nãy anh Vân Đình nói đó, là tế nhị thì người ta không có phô trương, thật sự người ta không có phô trương, nhưng mà người ta là người Việt Nam và người ta đã đem tới cái vấn đề lợi ích cho công ăn việc làm ở tại đây và được thành phố. Tôi nhắc lại cho anh Trần Quốc Anh nghe nè, anh Trần Quốc Anh có thể hỏi ông thị trưởng của thành phố, ông Sylvester Turner, thì sẽ biết rằng biết bao nhiêu doanh nghiệp đã gặp ông thị trưởng, thấy không? Mà đó là bên Việt Nam chứ không có dính dáng gì tới gọi là bên quốc gia hết á. Ông Trần Quốc Anh có phản biện gì không ạ? Cho tôi trả lời. Tôi biết, bởi vậy tôi cứ nói với ông là tôi biết ông Đức Đầu Bạc mấy cái đấy, là tôi biết. Tôi biết và tôi biết có rất là nhiều công ty ở Việt Nam qua đây làm ăn tại Houston mình rất là lớn, làm ăn rất là nhiều với Việt Nam. Nhưng mà họ tế nhị nhá. Họ không treo cờ đỏ, nếu mà treo cờ đỏ thì mình biểu tình, nhưng mà họ tế nhị cho nên mình tế nhị với họ. Nếu mà anh Đức Đạo Bạc ví dụ như vậy đó, thì mấy năm trước đó cũng được có đủ du học, cũng được có đủ du học đi bầu, rồi dẹp cộng đồng mình đã từ lâu rồi. Anh phải biết rằng tìm 100% người đi bầu rất là khó. Ha, như là thành phố đi, thành phố có mấy triệu người mà mỗi lần đi bầu được bao nhiêu người, thì Việt Nam mình cũng vậy thôi. Việt Nam mình có 200.000 người mà có 2.000 người đi bầu thì cũng cái đấy là chuyện thường. Nhưng mà anh nói 1.000 du học sinh mà anh muốn lấy 1.000 du học sinh đi ấy, thì hơi khó. Nếu mà được 20 người du học sinh đi bầu thì ok, nhưng mà mấy cái ví dụ đó có thể xảy ra nhưng mà nó chưa xảy ra. Không, chưa vì xảy ra, tại vì cái cộng đồng của chúng ta vẫn còn đây. Tại vì những người như là như anh Văn Đình, những người mà đi trước mình á, vẫn giữ vững cái lập trường là chống cộng á, vẫn còn đây. Cho nên tôi trong cái thời của tôi á, không bao giờ mất. Anh em chúng tôi rất là nhiều. Nếu mà anh em chúng tôi mà rally á, thì rất là nhiều người sẽ tham dự. Nhưng mà anh này nói nha, chúng tôi có less than ít hơn 24 tới tiếng hồ mà chúng tôi lại kéo được 100 người tới bầu đi biểu tình. Cái đấy là quá thành công rồi. Anh có thể nào mà kêu được nhiều người như vậy trong cái thời gian ngắn hay không? Theo tôi nghĩ cái đấy là quá thành công rồi. Anh nói những cái số nào không á thì có thể happen, nhưng mà nó chưa happen, nó chưa có xảy ra. Cho nên là tôi nói chắc chắn là cái thời 1.5 của chúng tôi là lá cờ vàng ba sắc đỏ sẽ không bao giờ mất, không bao giờ mất. Với cái câu nói đó của ông Trần Quốc Anh, có lẽ chúng ta sẽ tạm ngưng cái buổi nói chuyện rất là hứng thú ngày hôm nay ở đây. Không biết là mỗi vị có muốn có khoảng chừng 1 phút để có cái lời kết cho mỗi người hay không? Xin mời ông Vân Đình, rồi tới ông Đức Đầu Bạc và tới ông Trần Quốc Anh. Xin mời ông Vân Đình ạ. Vâng, cái lời kết của tôi là chúng tôi cũng rất là cảm ơn Phố Bù Sa TV, cảm ơn anh Vũ Hoàng Lân, cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe trong suốt 2 tiếng vừa qua với cái sự tranh luận của chúng tôi trong cái đề tài là biểu tình của ngày thứ sáu vừa qua, và có những cái điều gì mà thấy nó cũng đi nghịch lại cái lập trường của quý vị thì quý vị cũng thông cảm, là vì
mỗi người đều có một cái lập trường của riêng mình, cái cương quyết của mình, thì mình phải nói hết cái lập trường của mình ra, chứ mình không thể nào mà mình che đậy được cái lập trường của mình. Đó là cái ý của tôi. Xin cảm ơn. Xin mời ông Đức Đầu Bạc. Cũng để tiếp nối cái câu của anh Văn Đình, tại vì riêng cá nhân tôi thì anh Văn Đình cũng như là anh Trần Quốc Anh đều biết rõ, biết hiểu tôi rất là rõ. Vì vậy nên cái chuyện gì nó đến rồi nó cũng sẽ đến. Đương nhiên chúng ta có những cái lập trường khác nhau, ngay cả trong gia đình anh em với nhau cũng còn có những lập trường khác nhau, bố con cũng có lập trường khác nhau, nhưng cái lập trường khác nhau đó không có nghĩa là chúng tôi là kẻ thù. Tôi không bao giờ, tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi là kẻ thù của anh Văn Đinh, hay là tôi là kẻ thù của anh Trần Quốc Anh. Tôi là cái người đã từng gọi là hỗ trợ cho anh Trần Quốc Anh, và anh Trần Quốc Anh đã đắc cử, và tôi là người đứng đằng sau lưng thúc đẩy anh Văn Đình rất là nhiều năm nay. Thấy không? Thì cái chuyện đó anh Văn Đình có thể xác nhận được là tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng có những cái quan điểm và cũng như là cách làm việc thì nó khác nhau. Đương nhiên là cái lý tưởng của chúng ta nó khác nhau. Vì vậy nên những khán thính giả mà thường theo dõi Phố Bô Sa chắc chắn là biết được cái lập trường của tôi rất là rõ ràng. Tôi rất là tôn trọng những cái lập trường dù là khác biệt đối với cá nhân tôi, nhưng tôi vẫn đưa ra những cái điều mà quý vị có thể nhìn thấy được rõ sự thật. Vì vậy nên chỉ muốn nói rằng là cái cuộc gọi là biểu tình vừa qua, thứ sáu vừa qua, cách đây một ngày, đều là sai lầm của cộng đồng. Vì đó là một cái điều mà giống như là mình tạt một gáo nước lạnh vào cho những người doanh nhân trẻ, người ta có lòng, người ta thật sự có lòng, với là những người ở tại Houston, người ta muốn đem công ăn việc làm đến cho Houston, nhưng mà chúng ta lại chống đối chỉ vì cái chữ là tòa tổng lãnh sự, chỉ vì lá cờ đỏ ngôi sao vàng. Vì vậy nên tôi mong mỏi rằng là anh Trần Quốc Anh cũng như là một số anh em lãnh đạo trong cộng đồng, nếu trong một cái trường hợp khác các anh phải nên tìm hiểu, mà nếu cần thì tôi sẵn sàng làm cái gạch nối để mà tìm hiểu rõ sự thật, và sự thật vẫn là sự thật, chứ không thể nào chúng ta thay trắng đổi đen, chúng ta không thể thay được điều đó. Vì vậy mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những cái hợp tác mà có thể rõ ràng hơn để tránh đi những cái chuyện hiểu lầm như là vừa qua. Xin mời ông Trần Quốc Anh, đặc biệt là với riêng ông thì tôi cũng muốn trong cái lời chia sẻ của ông có luôn cả một cái lời nào đó, nếu có thể trực tiếp tới cơ quan tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở San Francisco, ở Houston, là nơi đã tổ chức và ông là người đứng đầu của những người phía ngược lại, đó là phía biểu tình. Xin mời ông. Dạ, trước hết thì chúng tôi muốn công nhận rằng cái cuộc biểu tình vừa qua thành công, rất là thành công về mọi mặt, và chúng tôi cũng rất vui là khi được biết cái tinh thần chống cộng và cái tinh thần mà lập trường mà người Việt quốc gia của chúng ta vẫn còn live and well, tức là vẫn sống và vẫn mạnh mẽ. Tại vì khi mà chúng tôi chỉ có dưới 24 tiếng đồng hồ mà kêu đó, thì rất là nhiều người ở trên mạng lưới ở khắp nước Mỹ này đều ủng hộ, đều kêu phone, email, text đều ủng hộ. Và cộng đồng chúng ta ở Houston tuy rằng chỉ có là social media và một đài thôi mà chỉ có một ngày thôi, tất nhiên là anh chỉ đọc thông báo từ 8 giờ cho đến 4 giờ thôi, mà chúng ta đã tụ họp được một số người biểu tình như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái tinh thần chống cộng, cái tinh thần giữ vững lập trường của cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta đó vẫn còn mạnh, và chúng tôi cho nên tôi rất là vui khi được được sự ủng hộ đó. Và tôi cũng về và tôi muốn nói rằng anh em chúng tôi sẽ đi tiếp nối chân của cha anh chúng ta, tất nhiên là quý vị,
quý vị đã xét một con đường rồi thì chúng tôi sẽ đi theo cái đường đó, mà chúng tôi là sẽ vẫn còn lá cờ vàng ba sọc đỏ, vẫn giữ được cái vững cái lập trường của cộng đồng người Việt quốc gia. Và tôi cũng muốn về tòa lãnh sứ của cộng sản á, thì họ đã biết từ lâu đến nay, họ đã biết cái lập trường của cộng đồng chúng ta rồi, cho nên họ rất là tế nhị về những việc làm của họ. Như là Đức Đầu Bạc, và tôi biết là họ làm rất là nhiều sự kiện ở chỗ khác, nhưng mà chúng tôi, cái việc làm vừa rồi của quý vị ngay trên đường Bel Air, trên cái Little Saigon của chúng tôi, là một cái nơi mà chúng tôi yêu quý lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà quý vị mang cái lá cờ đỏ đó đi vô ngay cái gọi là heart of our community, ngay giữa cái trung tâm của cộng đồng chúng tôi. Chúng tôi không thể chấp nhận được, và chúng tôi rất là bực mình, angry đó, bực xúc về cái chuyện này. Cho nên tôi mong rằng khi mà cộng sản Việt Nam làm cái gì đó, phải biết tế nhị đến cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta. Tại vì nếu mà quý vị mà tiếp tục nấn chiếm, tiếp tục khiêu chúng với chúng tôi đó, thì chúng tôi sẽ chống chừng nào, cho đến khi nào mà chúng tôi còn trên trái đất này. Kính thưa quý vị, anh em chúng tôi và những người trẻ như chúng tôi lúc nào cũng giữ vững lập trường, cho nên quý vị khỏi lo, còn anh em chúng tôi là còn là lá cờ vàng ba sọc đỏ. Và sau hết thì chúng tôi rất là cảm ơn các quý vị khắp nơi đã ủng hộ cuộc biểu tình của chúng tôi hôm qua, và mong rằng quý vị giữ vững cái tinh thần đó và luôn luôn ủng hộ anh em chúng tôi ở khắp nơi, không những ở Houston và ở cộng đồng khắp nơi. Các chủ tịch cộng đồng giờ cũng bằng tuổi Quốc Anh hay là trẻ hơn Quốc Anh, thế mà quý vị mà ủng hộ những chủ tịch cộng đồng, nếu mà chủ tịch cộng đồng mà rally gì đó mà quý vị tiếp tục ủng hộ nhanh chóng như thế này, thì cộng đồng người Việt quốc gia không những ở Houston sẽ mà cộng đồng người Việt quốc gia liên bang Hoa Kỳ, hay là cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ sẽ vững mạnh và sẽ giữ được cái ước nguyện của quý vị là cộng đồng người Việt quốc gia. Một lần nữa cảm ơn quý vị và cảm ơn anh Vũ Lân, đài phố Posa cho chúng tôi cơ hội này. Từ một cái sự kiện hội tụ doanh nhân Việt do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas tổ chức, cũng như là từ cuộc biểu tình chống lại cái sự kiện này của cộng đồng người Việt, những người trong cộng đồng người Việt ở thành phố Houston, chúng ta đã có một cái buổi hội luận có thể nói là hết sức là thẳng thắn, với những cái ý kiến khác biệt cọ sát với nhau. Đó là một cái điều rất đáng quý, và cái điều mà chúng tôi muốn tiếp tục với các vị ở đây cũng như là với các vị ở ngoài kia, có thể có những ý kiến đồng ý hoặc là không đồng ý với các vị này hoặc các vị kia ở trong cái buổi hội luận ngày hôm nay. Rất cảm ơn ông từng vị một, từ ông Đức Đầu Bạc, ông Vân Đình và ông Trần Quốc Anh đã tham gia một cách hết sức là thẳng thắn. Hy vọng là chúng ta sẽ còn có những cái buổi như thế này sớm trong tương lai, để mà có thể trao đổi những ý kiến hết sức là rõ ràng và rộng đường dư luận. Phố Sa TV mời gọi tất cả những cái ý kiến khác biệt cho mọi đề tài. Chúng ta rõ ràng là trong cái buổi vừa này thì gần 3 tiếng đồng hồ mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái điều cần nói, và đó là cái điều mà rất là hứa hẹn trong tương lai có những cái điều mà cần phải trao đổi. Một lần nữa cảm ơn tất cả những người tham gia, tất cả những người xem trong suốt thời gian qua. Rất là tiếc là cái buổi nói chuyện của chúng ta không phải là một buổi nói chuyện livestream trực tiếp vì cái vấn đề kỹ thuật, để mà có thể còn tương tác thêm được nữa với lại khán thính giả, vì cái vấn đề nó liên quan tới vấn đề kỹ thuật. Nhưng mà thời giờ cấp bách thì phải làm ngay, không chờ đợi hơn nữa. Hy vọng là sau cái buổi này với phản hồi của khán giả thì chúng ta sẽ gặp lại nhau với những cái buổi live để có thể các vị
chẳng những tương tác với nhau mà còn tương tác với khán thính giả ở khắp nơi. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong những lần tới ạ.